Hồi ước lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Mưa Chính thức mùa mưa năm 1978 đã đến Có ngày mưa ào ào Mưa rầm rề mưa suốt cả ngày cả đêm đúng là mưa nhiều vô tình đã trở thành kẻ đồng lõa của pol pot gây cho các đơn vị chốt giữ bao nhiêu phiền toái khổ cực trước hết là hầm hào công sự bị ngập nước nên ngồi gác không thể ngâm người mãi trong nước được như vậy mình đã là mục tiêu lộ trên cao mà về đêm nếu quan sát tốt nhất là phải ở vị trí càng thấp càng tốt ngoài tiếng động phát hiện bằng tai còn nhìn được bóng người mờ mờ trong nền trời đêm tiếp đến là quần áo quần áo lúc nào cũng ẩm ướt vì thông thường mỗi người cũng chỉ có hai bộ mà trong điều kiện mưa triển miên thì quần áo của anh em làm sao khô được nên nhiều anh em lại phải mặc độc cái quần đùi mưa ẩm ướt quần áo nhanh bị mục nát thế là thêm cái khổ của người lính chốt là thiếu quần áo mặc tiếp đến do ẩm ướt ngâm nước lâu những bệnh dịch nước ăn chân ăn tay lang ben hắc lào cả ghẻ ngứa bắt đầu đồng loãng với pol pot làm khổ lính mình. Anh nuôi lo chuyện nấu ăn cũng thật vất vả. Vì củi đun không có, phải tận dụng những tre gỗ nhà sàn hỏng của dân làm củi đun. Rồi cái nguồn củi này cũng hiếm, cũng cạn kiệt dần theo thời gian. Việc tiếp phẩm từ Việt Nam sang, quãng đường hàng chục cây số, hàng ngày của từng đơn vị cũng gian nan không kém. Con đường đi từ bến sỏi, búa lớn sang giờ đây đã nhão nhét. Công binh phải vào rừng hòa hội chặt hàng vạn cây gỗ to bằng bắp chân, bắp đùi, mang giá lót ngang đường cho xe đi. Nếu có việc mà đi về Việt Nam, được đi nhờ xe hồng hà kéo pháo, vận chuyển, thì một lần đi là một lần nhớ đời. Vì mọi người đều phải đứng trong thùng xe, bám chặt vào thành, nhún lên nhún xuống theo từng nhịp sốc ổ voi ổ gà. Vượt qua những cây gỗ tròn trơn trụi, duy nhất là chỉ có đồng chí lái xe là phải ngồi ghế lái, người cứ nhảy lên nhảy xuống nghiêng bên nọ ngả bên kia, đầu đập liên tục vào nóc cabin, trông thật tội nghiệp. Lúc này hậu cần đã có thêm sáng kiến là mang bánh mì sang chốt. Như vậy lúc đó đơn vị của tôi vẫn ngày ba bữa cơm, nhưng hai bữa cơm một bữa bánh mì. Sáng kiến này của anh em đã giải quyết được phần nào vất vả trong công việc đun nấu của anh nuôi, chăm sóc bữa ăn cho bộ đội ở trên chốt. Yên bình được mấy ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, bọn Pol bốt lại tập trung tập kích vào dọc tuyến chốt của trung đoàn và cả tiểu đoàn 1. Lần này chúng tập kích với độ dày hơn, điên cuồng hơn. Cứ khoảng 8 giờ tối là đã bắt đầu tập kích. Chủ yếu là dùng các loại B40, B41 và DKZ bắn tập trung vào các điểm chốt của đơn vị. Có đêm chúng tập kích tới hơn chục lần, làm cho các đơn vị chốt sinh hoạt rất căng thẳng. Đại đội 3 vẫn là mục tiêu chính của Pol Pot vì đây là điểm đầu trong thế phòng ngự của tiểu đoàn Ngoài các trận tập kích ban đêm, ban ngày chúng cũng dùng cả pháo cối 12 ly 7 bắn găm vào đội hình chốt. Những khó khăn về trời mưa, nước ngập lụt, đúng là thuận lợi với bọn Pol Pot, khổ sở cho bộ đội của mình. Anh em chống đỡ chúng rất vất vả, vì chúng cơ động ngoài ruộng, mục tiêu di chuyển, còn chúng ta là chốt cố định, lại bị thụ động. Pháo cối hỏa lực của ta cũng đã chi viện tối đa, mà bọn này như ngày càng say máu. Chúng điên cuồng thể hiện rõ ý đồ lấn rũi, nhổ chốt của đại đội 3. Đại đội 3 thương vong tăng dần, quân số bắt đầu thiếu hụt. Tiểu đoàn và đại đội vẫn kiên cường giữ chốt. Các đại đội 1 và 2 được tăng cường chốt cho đại đội 3 để giữ vững địa bàn. Khoảng đầu tháng 7 năm 1978, tiểu đoàn yêu cầu đại đội 1 điều một trung đội thiếu sang tăng cường ở khu vực chốt tiền tiêu của đại đội 3. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, anh Công, anh Đạp Căn cứ và tình hình chốt của đại đội Điều động một trung đội 1 Đồng chí Trần Vinh để lại một tiểu đội chốt Còn trực tiếp đồng chí Vinh Trung đội trưởng chỉ huy hai tiểu đội Tăng cường thêm một B41 Sang vị trí chốt của đại đội 3 Sau khi được nghe phổ biến nhiệm vụ Đồng chí Trần Vinh nói Tôi mệt không thể đi sang chốt của đại đội 3 được Anh Công và anh Đạc thuyết phục mãi Mà Trần Vinh cũng không nhận nhiệm vụ Rồi bỏ vị trí trung đội Việc xử lý thật khó khăn Ai cũng biết, đến đó bám chốt là vô cùng vất vả và nguy hiểm, nhưng không thể điều trung đội khác thay thế. Trong lúc anh Đạc báo cáo lên tiểu đoàn về tình hình khó khăn trong việc điều động, tôi xuống trung đội 1 chuyện trò và làm công tác tư tưởng với Vinh và anh em trung đội 1. Không phải chỉ có Vinh mà còn một đồng chí tiểu đội trưởng nữa cũng không chịu đi tăng cường cho đại đội 3. Thuyết phục một lúc rồi tôi nói với Vinh, nếu Vinh và Thắng không đi thì hai anh em lui hẳn về cứ ở phía sau đừng ở đây nữa làm khó cho đại đội và ảnh hưởng tư tưởng của anh em khác suy nghĩ một lúc rồi vinh nói thôi em nghe anh chứ người khác thuyết phục thì em cũng dứt khoát không chấp hành nhưng anh phải tăng cường đạn và bánh mì cho bọn em đi chốt tôi nói đạn thì yên tâm là thoải mái cho anh em bắn còn bánh mì thì anh sẽ điều trên đại đội xuống vinh cho anh em làm công tác chuẩn bị đi Tôi trở về ban chỉ huy đại đội Trao đổi với ban chỉ huy Về tình hình trung đội 1 Nói đồng chí Vinh và Thắng đã chấp hành lệnh rồi Hai đồng chí trinh sát tiểu đoàn Đang đợi ban chỉ huy Tôi nói liên lạc lấy toàn bộ số bánh mì của ban Xuống cho anh em Trời chập choạng tối Tôi bắt tay từng anh em một Nhất là Vinh Bắt tay tôi thật chặt Tôi nhìn sâu vào ánh mắt Đôi mắt to, đen, kiên nghị Đôi lông mày lưỡi mát thật ấn tượng trong lòng tôi trào lên một cảm giác xót xa, thật khó diễn tả. Chiều biên giới nơi chiến tuyến, mưa vẫn rơi giả dích. Ngày mưa, trời nhanh tối hơn. Tôi về đến hầm chỉ huy đại đội. Anh Đạc, anh Công hỏi về tình hình anh em đi tăng cường chốt cho đại đội 3. Tôi kể cho các anh em về anh em trung đội 1, về Trần Vinh, về Thắng rồi nói. Anh em mình tốt thật, tuyệt vời thật. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy áy náy thế nào. Đồng chí Hiệp liên lạc mang mấy phong lương khô dự phòng ra cho mọi người cùng ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện thêm về các công việc của đại đội 1. Nhất là khu vực chốt giữ của trung đội 1. Còn có một tiểu đội, tôi nói với anh Đạp. Anh xem điều ở trung đội nào, một tiểu đội tăng cường cho chốt trung đội 1, mình cứ cẩn thận thì hơn. Chuyện trò trao đổi được mấy câu, tôi thấy uể oải rồi vào hầm nằm nghỉ. Lòng vẫn thấy buồn chồn ái náy, thật khó tả. Tôi bắt Vinh to tròn Đôi lông mày lưỡi mắc rất kiên nghị và câu nói Em nghe anh, chứ người khác thuyết phục Thì dứt khoát em không chấp hành Cứ hiển hiện ở trước mặt, cứ văng vẳng ở bên tai Trong chiến đấu gian khổ ác liệt hy sinh là nỗi buồn đau không thể tả Nhưng rồi chiến đấu triển miên Cảm thấy sự hy sinh mất mát cũng là lẽ thường Hàng ngày hàng giờ trong tiểu đoàn, trong trung đoàn Đều có đồng chí này hy sinh, đồng chí kia hy sinh có anh em quen biết hay đồng hương, đồng niên, đồng lứa. Nhưng có nhiều anh em mình chưa từng gặp mặt hoặc vừa bổ sung về đơn vị được một vài ngày, thậm chí một vài giờ, chưa kịp làm quen, chưa kịp nhớ tên nhau, đã bị trúng đạn rồi hy sinh. Nỗi đau đớn triền miên tạo cho con người cảm giác chai lì. Hôm trước, nói chuyện với đồng chí Lập trên quân lực, sau trận Hà Tiên, đồng chí Lập được đều về tiểu ban quân lực trung đoàn. Anh Lập nói nhỏ, từ khi đi biên giới trung bình một ngày trung đoàn có ba đồng chí hy sinh số bị thương thường gấp ba lần trời đấy mới là trung bình của một trung đoàn còn trên sư đoàn toàn quân đoàn toàn tuyến biên giới thì không biết con số thật sẽ thế nào nỗi đau của các đồng chí chỉ huy khi thấy chiến sĩ hy sinh thương vong thì vô cùng thương xót lúc nào cũng phải vắt óc ra tìm cách cảnh giác thương vong cho đơn vị luôn phải làm tốt chính sách thương binh liệt sĩ với các đồng chí đã anh dũng hy sinh vì dân, vì nước, vì tổ quốc. Nhưng các chỉ huy, ngay cả những chiến sĩ đã quen, đã trai sạn khi chứng kiến sự hy sinh quá lớn. Có những khi ngẩn người một lúc, khi nghe tin thằng bạn, thằng đồng hương vừa hy sinh, bẩn thần một hồi, rồi lại bừng tỉnh khi nhận nhiệm vụ. Công việc thực tại của trận địa, của đơn vị, của chiến trường, như nhắc nhở, như động viên mình không được ủy mị không được yếu đuối Lại tiếp tục chắc tay súng Cộng thêm cái nghĩ Người có số Để rồi lại cười đùa Lại lạc quan với cuộc sống Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Những suy nghĩ so đo tính toán hèn nhát Chật đến Nó cũng lại nhanh chóng ra đi Đầu hàng trước sự lựa chọn của người lính Sự lựa chọn vinh dự Trách nhiệm tổ quốc Được đắn lên hàng đầu Miên man với các suy nghĩ Tôi giật mình vì tiếng nói quen thuộc của đồng chí Mai liên lạc. Chí trị viên ơi, con rượu đây. Trong những ngày chốt, anh em trong ban chỉ huy thường hay bí mật gửi tiếp phẩm mua cho rượu. Không phải lúc nào cũng uống, mà thi thoảng mới dùng. Riêng tôi thì bị cái thói quen, cứ tối đi ngủ là phải một hớp. Hình như trong rượu, nó làm người ta tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn. Hay giúp người ta quên đi những lần tần, so đo tính toán. Với tôi, khi làm hớp rượu, tối ngủ thì vào giấc dễ hơn tôi cầm cái bình tông từ tay mai làm một hớp thật to rồi lại một hớp nữa đồng chí liên lạc nói sau này chính trị viên uống nhiều thế rồi cầm lấy bình tông rượu cất đi cùng lúc đó thì súng nổ bốn phương tám hướng súng của pol pot nổ âm ầm dồn dập ung oang bằng bằng cắt bụp vào các khu vực chốt của đại đội và trên cả tuyến của tiểu đoàn Tôi thổi tắt phụt ngọn đèn dầu Vờ nhanh khẩu súng ra vị trí chiến đấu Hướng đại đội 3 Súng vẫn nổ nhiều nhất Đã có tiếng súng bắn trà của quân mình Cối 82, cối 60 Ở phía sau cũng đã hỗ trợ rất nhanh Ở vị trí đại đội 1 Nhưng đầu óc tôi Vẫn nghĩ về đại đội 3 Trung đội 1 của Trần Vinh Đang được tăng cường ở đó Tôi bàng hoàng được tin trung đội trưởng Trần Vinh Thì đội trưởng Thắng Cùng một đồng chí nữa đã hy sinh lúc 2 giờ sáng bốn đồng chí khác bị thương linh cảm ánh náy của tôi thật linh nghiệm tim tôi đau thắt mặt như thấy dưới đất chân mình sụp xuống thế rồi tôi được biết lúc 8 giờ sáng trung đội của trần vinh được thay chốt trở về đội hình đại đội khi ra tới chốt tiền tiêu khu vực này có vết tích của một cái nhà sàn đại đội ba dựa vào những vị trí này để tổ chức chốt giữ các hầm hào chiến đấu ở ngoài mép vườn tiếp giáp với cánh đồng đã bị ngập nước. Hầm hào đã rất nhiều bùn, đất đào lên, đúng ra là lúc múc lên làm bệ chiến đấu cũng nhão nhét. Trần Vinh lệnh cho anh em củng cố lại các hầm hào chiến đấu. Anh em lấy mũ sắt, múc hết nước ở dưới hố chiến đấu và vét bùn. Nhưng việc làm này không có hiệu quả lâu vì nước lại thấm, lại dỉ ra nên không làm cho công sự khô được. Anh em phải đứng trong bùn nước đến lưng bắp chân Nên việc vận động di chuyển trong ngào là rất khó khăn Khoảng 30 phút sau Thì Pol Pot tập kích trận đầu tiên vào chốt Chúng bò gần vào các chốt Cách khoảng 100 mét Đồng loạt bắn các loại B40, B41 vào trong chốt Để cả Z82 từ xa Chúng cứ nhằm bắn vào các vị trí chốt của ta Chủ yếu là hỏa lực Còn đạn thẳng là rất ít anh em đáp trả bằng những loạn đạn AK, B-40 và B-41. Các loại cối của ta đã trì viện kịp thời, bẻ gãy trận tập kích thứ nhất của Pol Pot. Nghe tiếng súng, Trần Vinh đi vòng các vị trí, đôn đốc động viên nhắc nhở anh em phải tích cực múc nước, củng cố lại trận địa. Phải thật cảnh giác đề phòng bọn Pol Pot, mò sát và chốt để tập kích ta. Tiếp đến, trận tập kích thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng kịch bản tương tự một đồng chí bị thương vào vai Anh em phải băng bó dìu về tuyến sau Sau trận tập kết thứ tư Trận địa lại chìm trong yên tĩnh Toàn chốt mọi người đều thức Không một ai nói đến chuyện ngủ Anh em thay nhau cảnh giác cảnh giới Căng mắt ra nhìn Tìm ra những tiếng động lạ trong đêm Khoảng 2 giờ sáng Các loại hỏa lực của Pol Pot Lại thi nhau bắn vào các chốt của trung đội Tiếng hồ trồ trồ âm ỉ. Hồng áp đảo tinh thần chiến sĩ ta anh em chủ động đánh trả hướng chính diện trung đội trưởng trần vinh cùng tiểu đội trưởng thắng nhổm hẳn người lên để bắn vào những nơi phát ra tiếng chô chô phát hiện thấy một nhóm pol pot vẫn tiến vào chốt vinh và thắng cùng tung ra mấy quả liệu đạn ầm nhóm dậy quan sát không còn thấy bóng thằng pol pot nữa thì dầm một quả đạn dk hay b của pol pot phóng tới lửa khói trùm lên vị trí của Thắng và Vinh. Đồng chí xạ thủ B41 gần đó cũng bị thương. Trận chiếm toàn chốt vẫn tiết diễn. Các anh em khác vẫn kiên cường chiến đấu đánh trả Pol Pot. Không còn tiếng trô trô của Pol Pot nữa. Trận địa lại chìm trong tĩnh lặng. Tại ban chỉ huy đại đội 3, đồng chí Phô và chính trị viên Nông thấy hướng chốt của trung đội 1 tăng cường, súng nổ nhiều. Biết là hướng này gặp khó khăn. Ngớ tiếng súng trực tiếp đại đội trưởng dẫn một tiểu đội xuống tăng cường chốt cho trung đội 1 tổ chức đưa thi thể của vinh và thắng cùng mấy anh em bị thương về phía sau từ lúc đó đến sáng anh em lại mấy lần chống trả các đợt tập kích lấn rũi của pol pot thêm một đồng chí nữa bị hy sinh nhưng trận địa chốt tiền tiêu của đại đội 3 và cũng là của cả tiểu đoàn vẫn được giữ vững đến tám giờ sáng đại đội hai tăng cường một trung đội đến thay chốt cho trung đội một anh em trở về vị trí của đại đội. Trong đội hình chiến thắng trở về, thiếu vắng bảy đồng chí, người đi đầu đội hình không phải là Vinh, Trần Vinh, thắng và một đồng chí nữa. Tôi và mấy đồng chí trong ban chỉ huy bắt tay, ôm anh em thật chặt, nhìn anh em quần áo lấm lem, mặt hốc hác thâm quầng, thật xót thương cùng bao cảm mến. Tôi không nói được lời nào, mắt nhòe lệ rơi. Nỗi xót thương buồn đau vô tận. Tôi nằm ngửa, mặt nhìn về hướng mặt trời. Hôm nay trời không mưa, mặt trời đã cao qua ngọn tốt nốt. Một vài cánh chim bay vút qua. Tôi vẫn thấy trong trung tiền vũ trụ, đôi mắt to, đôi lông mải lưỡi mát kiên nghị và câu nói rắn chắc của Trần Vinh. Em nghe anh. Cứ hiển hiện, cứ văng vẳng ở bên tôi. Cho đến nay, đã hơn 33 năm mà như mới hôm qua, mãi mãi hình ảnh đó câu nói của Trần Vinh Chắc rằng câu nói của chàng trai xứ nghệ ấy Sẽ luôn theo tôi đến tận cuối đời Quả thật là nỗi đau suy nghĩ chăn trở Pha cả phần ân hận Những điều này đã dày dứt tôi trong mấy chục năm qua Trong chiến tranh không có sự thiên vị Nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của người lính Danh dự của Tổ quốc được đặt lên hàng đầu Tất cả mọi người trong chiến đấu Không ai có thể nói, có thể biết được sau trận chiến, ai còn ai mất đó là vấn đề chung còn với từng trường hợp thì vẫn có những điều phải lăn tăn phải nghĩ ngợi nhất là trong những trường hợp như của tôi với vinh với thắng trong những ngày tiếp theo chiến sự vẫn diễn ra như vậy chúng vẫn tổ chức tập kích bằng hỏa lực vào cả tuyến nhưng cường độ mật độ tập trung vào đại đội ba vẫn cao nhất đại đội ba tiểu đoàn một phải chống đỡ vất vả tiểu đoàn đã xin trung đoàn chi viện hàng trăm bao cát bao sắc rắn của mỹ cũ tổ chức cho vận tải tiểu đoàn đóng đầy đất khô ở phía sau tháo rỡ các nhà sàn họng và tận dụng che đan phên tận dụng những ván sàn không người ở mang làm hầm có nắp chắn đỡ để hầm hào công sự không bị sụt lở bè đắp các ụ chiến đấu chống được sát thương do đạn cối đạn nổ dkz và b bốn mươi b bốn nữa toàn tiểu đoàn tập trung cũng có hệ thống hầm hào, phòng thủ cho đại đội 3 nên khu vực chốt ở đại đội 3, số thương vong do các loại hỏa lực và cối 82 ly, 60 ly giảm hẳn. Đời sống của anh em chốt được cải thiện hơn, mặc dù mỗi ngày, mỗi đêm phải chịu hơn chục trận tập kích của Pol Pot. Những ngày tiếp, bọn Pot lại tập trung rất đông ở khu vực ngã ba Sàm Rông, khu vực ngã tư Prey Anke. Chúng tấn công mạnh vào khu vực chốt của trung đoàn 266 giáp với trung đoàn 273. Chúng đã bị trung đoàn 266 tổ chức cùng tăng thiết giáp xuất kích, đánh tan các lực lượng Pol Pot bu bám trước chốt của trung đoàn 266. Bọn Pol Pot lại chuyển lực lượng về phía khu vực Park Chop, tiếp giáp tuyến phòng ngự của sư đoàn 7 và sư đoàn 341. Theo trinh sát báo cáo, thì trước mặt sư đoàn 341 tiếp giáp sư đoàn 7 có 3 sư đoàn của Pol Pot. Trong mỗi sư đoàn của chúng chỉ sử dụng từng trung đoàn, tay nhau liên tục tấn công, tập kích vào các tuyến chốt. Các loại pháo cối của ta và trực tiếp là anh em bộ binh ở các chốt đã tiêu diệt và tiêu hao rất nhiều sinh lực Pol Pot. Nhưng bọn này như càng cay cú và điên cuồng hơn. Chúng có ý định tấn công toàn tuyến, chia cắt giữa sư đoàn 7 và sư đoàn 341, hòng chiếm lại khu vực ngã ba sang kè. Sư đoàn và trung đoàn lều lên phương án chủ động tấn công, tiêu diệt bọn này. Trong những ngày ở chốt, thi thoảng tôi vẫn phải có việc về cứ để làm công tác chính sách cho anh em. Khu vực cứ của trung đoàn và các đơn vị từng đại đội làm các lán tạm tập trung ở khu vực búa lớn. Địa danh này nằm ngay cạnh trục đường số 13 sang Campuchia, ở khoảng giữa và biến sỏi tới biên giới, ngay sát rừng Hòa hội. Chính vì thế mà nơi này bộ đội ta rất đông, đồng nghĩa với hàng loạt quán cà phê giải khát, quán nhậu của dân địa phương ở đây và dân bên thị xã sang mở quán rất đông phục vụ cho bộ đội. Khu vực này nhanh chóng trở thành một địa danh sầm uất đông đúc. Anh em trước khi sang đất Campuchia thường dừng lại đây mua tạp hóa, chè, rượu, thuốc mang sang làm quà cho anh em bên chốt hoặc là vào tận quán nhậu chia tay đơn vị hay gặp gỡ đồng hương đồng khói với tôi tại nơi này cũng là một quán giải khát có một kỷ niệm đáng nhớ trong một lần về cứ khi đợi xe sang chốt tôi xin kể lại mỗi lần về đơn vị được nghỉ một đêm thật vui và thoải mái tuy rằng anh em phải ở lán trại tạm mái lán căng bằng tấm vải bạt anh em cũng kiếm được gỗ hoặc tre làm rát giường kê sát đất nhưng cái chính là được sống trong những giây phút yên bình. Tối ngủ không phải vừa ngủ, vừa ngóng tiếng bùng bình, cắt bụp của bọn Pol Pot tập kích. Lúc nào thần kinh cũng phải căng thẳng. Chúng tập trung nhiều thì lo lắng sốt ruột, lo cho bộ đội mình thương vong hoặc lơ là trong cảnh giác. Những lúc mà không thấy chúng bùng bình, cắt bụp theo quy luật thì lại cũng bồn chồn vì sợ Pol Pot có âm mưu gì mới. Tóm lại, ở chốt không bao giờ được một giấc ngủ ngon. Còn về cứ, ở nơi đây cũng chưa phải là thực sự an toàn, vì địa bàn này vẫn ở trong tầm pháo của Pol Pot. Thứ hai nữa là bọn đặc công trinh sát của Pol Pot cũng rất hay luồn lách vào sâu trong ta, chủ động tập kích vào cứ. Mà ở cứ thì việc canh gác rất đơn giản, anh em rất chủ quan. Mọi công việc đã xong, anh khi hai anh em coi cứ của đại đội đều quê ở Thái Bình vào bộ đội 572 đều bị thương chưa đủ xếp hạng thương tật nên được ở phía sau. Ngoài ra còn hai đồng chí nữa bị thương mới đi viện về. Chiều tối hôm đó anh em mua đồ ăn về chiêu đãi cho tôi. Nói là chiều đãi cho nó oai chứ thực ra anh em cũng chỉ mua được nửa cân thịt bò về xào nấu rồi thêm một chai rượu. Ăn xong chuyện trò một lúc rồi rủ nhau ra một quán giải khát ngay ở gần đó uống nước. Tên bảng hiệu của quán là Thu Cúc Nhưng anh em lại hay gọi là quán ba cô Mỗi anh em là một cốc trẻ đỗ Tôi uống một cốc nước chanh Hồi đó giá mỗi cốc nước chanh hay trẻ đỗ là sáu hào Gọi là quán ba cô Nhưng tôi lại chỉ thấy có hai người con gái phục vụ Nhìn thoáng qua Thì hai cô cũng không có ấn tượng Anh em chắc cũng hay dạo uống nước Nên chào hỏi nhau Có vẻ thân thuộc Anh em giới thiệu tôi với mọi người Rồi nhâm nhi một lúc uống hết một cốc nước và hút mấy điếu thuốc. Anh em tôi trở về lán. Chuyện trò một lúc rồi đi ngủ. Tôi nói anh em sáng mai ăn cơm sớm. Làm sao khoảng 8 giờ là tôi cùng hai đồng chí mới đi viện về. Ra đón xe đi nhờ sang chốt. Sáng hôm sau, khi cơm nước xong, tôi cùng mấy anh em ra quán uống nước và cũng là để đợi xe. Mỗi người lại gọi một cốc nước. Buổi sáng nên tôi gọi cốc trẻ đỗ. Lúc này quán đã có đủ ba cô gái Khoảng qua, cô thứ ba trông trẻ hơn hai cô kia Chỉ khoảng 19-20 tuổi Nước da trắng hồng Đôi mắt to, đẹp, rất lành lợi Cũng trang điểm Nhưng không quá cầu kỳ Trông dáng rất thành phố Nhỏ tuổi hơn hai cô kia Nhưng qua giao tiếp có vẻ già dặn hơn so với tuổi Và so với hai cô kia Tôi đoán cô này có vẻ là chủ Và là linh hồn của quán thu cúc này Qua trao đổi tôi biết cô là Cúc Quán thu cúc mang tên của cô ba cô cùng là chị em họ hàng với nhau nhưng vì cúc nhà bên thị xã tây ninh nên cứ chiều là phải về bên đó và sáng thì sang chính vì thế tối qua tôi không gặp tôi cầm cốc chè lên định uống vừa nâng lên thì oạt tất cả chè đá trong cốc đổ tràn xuống bàn bắn cả vào quần áo tôi tôi vẫn ngồi im tay vẫn cầm cái cốc thủy tinh nhưng phần đáy bị rơi ra bao nhiêu chè đổ lênh láng ra hết bàn Mọi người giật mình đều hướng về phía tôi Nhìn cái cốc còn độ khoảng 2 phần 3 không đáy Không còn gì ở bên trong Tôi cười nói Không phải tại tôi nhé Tôi đang cầm nguyên cốc đấy Tất cả ba cô chủ cùng mọi người khách đều nhìn Rất bất ngờ vì cái việc hiếm gặp hì hữu đó Cô cô cũng rất nhanh nhẹn Chạy lại lau bàn và nói Em xin lỗi Em sẽ trực tiếp làm cốc khác đến anh Sau cái sự cố cốc chè của tôi xảy ra Cô Cúc nhanh chóng làm cho tôi một cốc khác Cô lấy tảng đá Cũng cho lên cái máy bảo đá Một tay giữ Một tay quay cho tảng đá tròn thật nhanh Tảng đá xoay tít Rất thành tục và điệu nghệ Tôi quan sát mọi động tác của Cúc Thầm khen sự khéo léo Rất chuyên nghiệp của người con gái trẻ Có phần xinh đẹp Vèo Tảng đá đang xoay tít ở trên máy Bỗng văng ra Lao thẳng về chỗ tôi Ngồi nổ oanh Vỡ vụn và bắn ra tung tóe. Theo phản xạ, tôi co chân, nhảy ra khỏi ghế và lùi về phía sau. Thì cái ghế chỗ tôi ngồi đổ cành. Kỳ lạ là nó không đổ nằm, mà lại lộn hẳn, giờ bốn chân gỗ lên trời ở trước mặt tôi. Tất cả mọi người trong quán đều ồ lên, nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, người nóng gian, giống như có cảm giác đang ở chiến trận. Mà có quả đạn cắm bên cạnh không nổ. Đúng là một hiện tượng lạ. Thoáng nhìn, thấy cô cúc mặt đỏ lựng đứng ngây ra không nói được lời nào vừa lúc đó có một xe hồng hà đến dừng chân ở quán để cho anh em bộ đội đi nhờ sang chốt xe chở đạn pháo trên xe cũng có cả một số anh em đồng chí lái xe tắt máy nhảy xuống vào quán mua mấy thứ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố liên tiếp vừa rồi tôi nói với anh em ta ở lại mai hãng sang chiếc xe hồng hà ba cầu nổ máy nặng nề đi về hướng biên giới khoảng hơn chục anh em đứng lố nhố ở trên thùng một tay vịn vào thành xe một tay giơ vẫy tạm biệt có anh còn lãng mạn điệu nghệ ép tay vào mồm rồi thả ra như cái hôn gió cho anh em ở lại hay là cho mấy cô gái bán quán không biết nữa thoáng nghĩ anh em mình thật vô tư ra biên giới sang đất campuchia là sang chốt không ở chốt tiền tiêu ở phía trước thì cũng ở phía sau đều trong tầm súng tầm đạn tầm pháo của pol pot người lính ở chốt tiền tiêu đương nhiên là vất vả hơn nhưng nhìn chung đã sang chốt sang đất campuchia là phải sống trong khó khăn thiếu thốn gian khổ là cận kề giữa sự sống và cái chết mà anh em vẫn vô tư hồn nhiên lãng mạn thật lạ kỳ nhìn chiếc xe chờ đạn chở lính mất hút về phía xa tôi trở vào trong quán ngồi mọi người có vẻ bình thường trở lại không ai nói gì về những việc vừa xảy ra tôi cũng đã có một cốc chè đỗ vừa ăn chè đầu óc cứ nghĩ về chiếc xe không biết mình ở lại là đúng hay sai anh em được ở lại thì rất mừng vì ai cũng thấy được ở phía sau ngày nào là đỡ vất vả ngày ấy được nghỉ ngơi thảnh thơi không phải lo đến súng đến đạn suốt ngày ta địch nhưng tôi đã hẹn hôm nay phải sang chốt nên việc làm ở lại làm tôi rất áy náy ba chị em cúc trụm đầu vào nhau thì thầm nói chuyện gì đó Thỉnh thoảng lại thấy Cúc nhìn về phía tôi Tôi cũng không có tâm trí nào để hỏi thăm trò chuyện hay là tán chuyện nữa Ăn xong cốc chè, tôi chủ động thanh toán tiền Tôi chào mọi người về lán trước Nằm ở cái giường tạm, rát giường là các cây gỗ nhỏ ghép lại Khấp khảnh, nhưng cũng cảm thấy thật êm ái và thư giãn Nhìn lên trần lán, tôi vẫn thấy thứ nặng lòng trong việc quyết định ở lại Vật vơ, Nghĩ về việc xảy ra sáng nay Không biết liệu có gì không tốt đến với tôi Mà như là có điểm báo vậy Một lúc sau Mấy anh em cũng về lán Mọi người rủ tôi chơi cờ Tôi đồng ý ngay Chơi cờ nhưng đầu óc không tập trung Tôi thua liền hai ván Đang bảy ván thứ ba Thì nghe tiếng ầm ầm vang như tiếng sấm xa ở hướng biên giới Tiếng nổ không lớn Nên cũng không ai để ý nhiều Vì ở vùng này thì suốt ngày nghe tiếng súng nổ, pháo ta bắn Pol Pot hoặc là ngược lại. Có điều nếu là tiếng pháo của Pol Pot bắn thì nghe tiếng đạn bay, tiếng vo vo là đạn qua đầu, còn nghe có tiếng rít xoẹt là đạn rơi gần mình, nên tiếng nổ vừa rồi cũng là việc thường tình. Khoảng 30 phút sau, toàn khu vực nhốn nháo cả lên. Tôi nói anh em ra xem có gì mà nhộn nhạo vậy. Mọi người ra khỏi lán, tiếng ồn ào càng lớn Loáng thoáng những bóng người chạy đổ ra đường Tôi cùng anh em cũng chạy ra Anh Thú còn xách luôn khẩu AK nữa Trời ơi Đã thấy gần chục cái võng Đang chạy sang qua về phía trạm phẫu Có những cái võng Máu đã thấm ngoài loang lộ Ai cũng chạy theo Vạch võng ra xem người bị nạn Tôi hỏi đồng chí khiêng cáng Anh em bị sao vậy Đồng chí khiêng cáng vừa thở hổn hển vừa nói Xe bị mìn Cách biên giới khoảng 5 cây Tôi bừng tỉnh lại Khi mấy chị em Cúc Và một số anh em cứ xúm lại Chúc mừng cái hên của tôi Của anh em tôi vừa tránh được Một tai họa có thể sẽ đến với mình Cô Cúc mang cho tôi Một cốc nước chanh và nói Em chiều đã anh Cúc này Anh hên nhá Đôi mắt Cúc lúng liếng Nhìn tôi như gửi gắm Như muốn đói điều gì Còn tôi tôi thương xót Vì đồng đội đã gặp tai nạn Trong cuộc sống có nhiều điều xảy ra Thật khó lý giải Tôi hỏi một vài anh em cùng đi trên xe Nhưng may mắn công việc gì Thì được anh em kể lại Xe đang chạy như bình thường Đường xấu quá Những cây gỗ xếp ngang đường bị gãy Bị dập nát Xếp lên nhau mấy lớp Nên xe ô tô qua được là rất khó khăn Xe chở đạn cứ gầm lên lấy đà Trồm lên để vượt qua những chỗ lầy lội Đúng là chỉ có xe ba cầu Thì mới có thể vượt qua được Nghe nói loại xe này là của Trung Quốc ngày xưa chế tạo để giúp ta chuyên chở vũ khí, đạn dược đi dọc Trường Sơn. Đèo dốc nhiều nên chỉ có loại xe này mới vượt qua những ngầm sâu, những dốc cao để kéo các khẩu pháo nặng mấy tấn, vận chuyển hàng vạn, hàng triệu tấn vũ khí, lương thực, trang thiết bị và chiến trường. Nó cũng đã góp một phần không nhỏ làm nên chiến thắng của chúng ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Đi được khoảng 5 cây số thì có một xe đi ngược bị chết máy. Mấy anh em tập trung sửa chữa. Chiếc xe phải rẽ ra mé bên ngoài đường để vượt qua chỗ xe hỏng. Vừa qua xe hỏng khoảng chục mét, lái xe đang lấy lại hướng và tim đường. Thì âm, một tiếng nổ long trời của mình chống tăng đã hất tung cả xe lên. Quả mình chắc sót lại từ lâu. Anh em trên xe cũng bị hất bay lên trời và rơi xuống cùng với những quả đạn. Sức nổ mạnh làm anh em phía góc bánh sau bị sức ép bất tỉnh và một số bị gãy chân gãy tay hay chấn thương cũng còn cái may là đạn pháo trên xe không phát nổ tôi cảm thấy đau xót đến bần thần khi nghe lại sự việc diễn ra đã khiến đồng đội mình hy sinh một chiếc xe bị mìn ở trên đường lên phía trước các đồng chí ngồi trên xe hy sinh bị thương gần hết có nỗi đau nào bằng rồi tôi ngẫm lại cái linh tính người ta hay gọi là giác quan thứ sáu thật kỳ lạ Không biết là sự việc nó là vô tình, ngẫu nhiên Hay nó có sự liên kết sâu chuỗi nào đó mà mình chưa biết, chưa khai thác được Không biết hình hài thật của nó là thế nào Tôi nhớ lại trong một lần Cũng luồn sâu tấn công bốn bốt Ở hướng đường 24 Lúc đó địch và ta rất hỗn loạn Ta và địch không phân bệnh rõ ràng ranh giới Vì mình luồn sâu vào đất địch Khi nổ súng thì như vậy là phía trước của địch rất đông Phía sau thì lính Pol Pot chạy về Mở đường máu tìm đường thoát Nên như vậy xung quanh bốn hướng đều có địch Hướng trước mặt địch phản công mạnh Tôi cho anh em cố lùi về sau Để phát huy tốt tác dụng của cối Thì lại gặp Pol Pot đang tấn công đến Bên phải bên trái đều có địch Không biết dừng ở đâu cho hợp lý Chợt thấy một bãi phân người còn mới tinh ngay gần đấy, không biết là của mình hay của post nữa. Tôi nói ngay với anh em, giá súng ngay tại đây. Anh em nghe theo, ngay tức khắc, từ vị trí này, hai khẩu cối 60 ly bắn chi viện cho mấy quả hướng rất hiệu quả. Tại vị trí đó được giữ vững cho đến chiều, anh em mới phải thu cối. Khi có lệnh di chuyển theo đội hình. Những năm tháng qua và bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy thật là buồn cười vì cái quyết định ngày hôm đó qua trưa rồi đầu giờ chiều tôi ra quán ngồi uống nước một lần nữa lúc này quán vắng tôi mới chính thức chuyện trò với mấy chị em của cúc cả ba chị em cùng lập tức chuyện trò rất vui vẻ hỏi thăm đủ mọi chuyện tôi được biết nhà cúc ở phía ngoài thị xã nếu từ đây về thì nhà nằm ngay sát con lộ và thị xã tây ninh nhà cúc thuộc diện gia đình có kinh tế khá ba cúc mới lập một xưởng say sát trà gạo gì đó hiện cúc đang ở với ba cùng người gì còn mẹ thì đã mất rồi cúc là con út trong gia đình trong những sinh hoạt phải tự lo liệu sớm nên cúc có bản lĩnh mạnh mẽ tự tin trong sinh hoạt có buổi nói chuyện cúc có mời tôi nếu có dịp thì ghé thăm nhà tôi ậm ừ nhận lời vì cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể đến được ngày mai đã lại sang chốt biết bao giờ được trở về việt nam làm gì mà có thời gian tới nơi nói chuyện tôi bắt tay chào mọi người rồi về lán tôi có cảm nhận như là cúc cố tình để tay lâu vào trong tay tôi tôi thoáng bối rối nhận ra tình cảm ấy của cúc tôi buông tay cúc ra rồi nói to chào mấy chị em tôi bước nhanh về lán như là chạy trốn điều gì sắp đến sáng hôm sau tôi cùng hai anh em trong đại đội đón xe sáng để sang chốt anh em tôi đón xe từ sớm qua khu vực chỗ xe bị mìn hôm qua mới thấy sợ Chiếc xe còn đó Nằm ngoài rìa đường Sức nổ mạnh của quả mìn chống tăng Làm bay đi cả một góc xe Tôi không cầm nổi nước mắt Xuống xe ở đường số 13 Anh em tôi đi bộ mấy cây số Mới tới được vị trí của đại đội Mấy khẩu 12 ly 7 của Pol Pot Vẫn đang thùng thùng Bắn về hướng của chúng tôi Đạn cuối tầm rơi cắm phẩm phập chung quanh hay xuống nước bắn tung tóe. Đạn cuối tầm nhưng cũng vẫn nguy hiểm chúng vẫn có thể gây thương vong chết người nếu vào chỗ hiểm tôi nói anh em chạy vận động ngang tránh được hướng đạn bắn của pol pot tới chốt anh em trong ban chỉ huy đại đội vô cùng mừng vì ở đấy cũng đã nghe kể về xe bị mìn hôm qua nên anh em rất lo liệu tôi có đi chuyến đó không trả thuốc kẹo được bày ra chuyện trò trao đổi về tình hình đơn vị tình hình của địch qua trao đổi anh đạng anh công kể trong hai ngày vừa rồi chiến sự vẫn như cũ nhưng qua sinh sát báo bọn pol pot đã tập trung rất đông quân ở phía trước đối diện với đội hình của trung đoàn nhưng chúng rất cay cú cho trận ngày 20 tháng 6 vừa qua cho đến bây giờ mà chúng vẫn chưa đẩy hay chiếm được chốt nào của ta chúng vẫn âm mưu đẩy lùi ta về biên giới chiếm lại vùng này có tin của cục hai là chúng đang hối thúc ba sư đoàn ở phía trước tăng cường hơn chủ động hơn trong việc tập kích ta cả ban ngày tích cực lấn rũi ban đêm hòng tiêu hao sinh lực ta rồi tấn công chiếm chốt đẩy lùi ta về biên giới Xong cuộc trao đổi tôi nói đồng chí liên lạc đi một vòng thăm vị trí của các trung đội và tiểu đội hỏa lực cho anh em ít chè thuốc lá mới mua ở búa lớn anh em rất vui nhìn chung hầm hào các trung đội đã được củng cố tốt hơn nhưng đa phần là vẫn không có nắp để tránh đạn rơi tôi về bàn với ban chỉ huy mời các trung đội lên hội ý yêu cầu anh em phải tận dụng các vật liệu sẵn có ở trong khu vực cố gắng làm được nhiều hầm bán âm bán dương nhưng phải có nắp đậy để tránh đỡ các loại đạn rơi đạn cối nhỏ và các loại b 40 b 41 của bốn bốt ban ngày ở chốt thời gian như thật dài nhưng tối ập xuống rất nhanh cơm chiều xong chuyện trò với anh em một lúc không biết làm gì tôi đi nằm sớm Nghĩ lại sự việc xảy ra hôm qua biến cứ Cái cảm giác mềm ấm của bàn tay Cúc Đôi mắt đẹp, lanh lợi rất ấn tượng Nhưng sao thấy có nét buồn Trong đó cứ hiện hiện lên Cái điểm báo thật kỳ lạ Phải chăng giữa Cúc và tôi Có nhân duyên gì chăng Qua sự việc xảy ra đó Qua mấy câu chuyện xã giao Dường như Cúc và tôi cũng có những đồng cảm Ôi, nhưng đời lính chiến Gian khổ thế này Ai là người dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay vợ con cửa chứ Nhưng đôi mắt đẹp và buồn ấy Hơi ấm của bàn tay con gái mềm mại Cứ làm cho tôi vẩn vơ suy nghĩ Đang miên man nghĩ ngợi Thì ung ung oang Đợt tấn công thứ nhất của Pol Pot vào chốt bắt đầu Tiếng súng, tiếng cối của ta cũng đã đáp trả Nhưng hôm nay bọn Pot đánh vào dọc tuyến chốt của các đại đội Khoảng 30 phút sau mới im tiếng súng Rất may toàn đại đội không ai bị thương. Liên tục từ sáng, cứ cách 3-40 phút là Pol lại tập kích hỏa lực một lần. Anh Công nói, quái lạ, hôm nay chúng tập kích ta quá nhiều, bọn này có âm mưu gì đây? Cho tới gần sáng, đợt tập kích cuối cùng, một quả đạn DKZ của chúng làm cho ba đồng chí trong trung đội bị thương. Anh Đạc báo về tiểu đoàn, 30 phút sau thì vận tải tiểu đoàn lên, chuyển anh em về phía sau Khoảng 7 giờ, tiểu đoàn báo hai đồng chí cấp trưởng lên tiểu đoàn để về trung đoàn học quân chính, triển khai nhiệm vụ chiến đấu. Hội nghị quân chính của trung đoàn trực tiếp do sư đoàn phó 10 thứ mới đi học ở Liên Xô về được bổ nhiệm làm sư đoàn phó 341 nói chuyện phổ biến tình hình quốc tế đang rất phức tạp. Chúng ta đánh đuổi bè lũ Pol Pot để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ nhân dân, cũng đánh cầm chừng để hy vọng Pol Pot thức tỉnh trái ngược với thiện chí hòa bình đoàn kết của ta, chúng càng điên cuồng dùng tổng lực tấn công dọc tuyến biên giới giữa ta và chúng. Chúng tổ chức luôn sang chiếm đất, giết hại dân lành, vô cùng dã man tàn bạo, gây hoang mang chia rẽ, đào sâu hận thù lâu đời của hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Chúng ta đã phải dùng đến chiến lược trả chiến tranh sang đất chúng đang chiếm đóng, nên làm chúng lại vô cùng cay cú, say máu hơn, điên cuồng hơn. Trong nước Chúng đã giết chết Và thủ tiêu hàng triệu người dân vô tội Từ già đến trẻ em Chúng đang thực hiện Xây dựng một chế độ quái thai của lịch sử Đó là chế độ tập trung dân Và các công xã Tập thể man dợ ở giữa rừng Giữa đồng Một xã hội không chợ, không tiền Không trường học, không trí thức Ai không nghe là chúng đập chết Bằng búa, bằng cuốc, bằng sẻng Lực lượng chống đối Pol Pot đã nổi dậy ở một vài nơi một số chạy sang ta yêu cầu giúp đỡ nhưng lực lượng này còn non trẻ mới phôi thai nên chúng ta từng giúp bạn nhưng đến bây giờ bạn đã phản bội ta chúng ta lại phải giúp bạn người bạn chân chính còn trong trứng nước nên vì thế nhiệm vụ của chúng ta đang còn rất nặng nề hiện tại hướng quân đoàn bốn trực tiếp là hướng sư đoàn ba bốn một đảm nhiệm các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ chốt chặn đánh địch giữ vững trận địa tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch đặc biệt như trận luồn sâu đánh địch của trung đoàn 273 vào ngày 15 tháng 6 và ngày 20 tháng 6 nhưng giờ đây chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn đây là khó khăn chung của quân đoàn và quân đội ta đất nước ta từ quân số đến lương thực súng đạn và Pol Pot đang tập trung tới ba đầu sư đoàn trước đội hình của sư đoàn 341 chúng điên cuồng tăng cường tập kích vào các chốt có ngày tới 20 lần Làm anh em bộ đội mình thương vong Hao hụt quân số Hiện nay theo trinh sát của ta phát hiện Chúng đang chuẩn bị tấn công trên quy mô lớn Vào hướng chốt của sư đoàn Vì vậy nếu chúng ta chỉ giữ chốt Phòng thủ thì rất khó khăn Chúng ta phải tổ chức xuất kích Chủ động tiến công địch Như trận ngày 20 tháng 6 Để phá tan chiến thuật bu bám Lấn rũi của chúng Phá tan chiến thuật tấn công ta của chúng Trung đoàn 273 trong mấy ngày tới phải tổ chức xuất kích đánh địch với kịch bản giống như trận ngày 20 tháng 6. Hôm nay họp hội nghị là ngày mùng 10 tháng 7, các đơn vị về làm công tác chuẩn bị tốt để đêm 12, sáng ngày 13 tháng 7 ta xuất kích tiến công địch. Sau khi họp quân chính ở trung đoàn về, anh công anh Đạc lại về họp bàn phương án tác chiến của tiểu đoàn 1. Thông thường, sau khi họp quân chính ở cấp quân đoàn, sư đoàn và trung đoàn, các đơn vị cấp cơ sở sẽ triển khai kế hoạch tác chiến. Trận này trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn 1 chỉ cử một đại đội tăng cường luồn sâu với tiểu đoàn 3. Đại đội 2 và một số anh em đại đội 4 cùng các đồng chí vận tải trinh sát trừ hai đồng chí trinh sát dẫn đường cho đại đội 1 luồn sâu lên thay vị trí chốt của đại đội 1 hướng đông sở vây trách có hai đại đội của trung đoàn 266 vòng ép hướng đó. Tiểu đoàn 3 và đại đội 1 vòng ép hướng bên trái tách một đại đội cùng đại đội 1 chia thành hai mũi đánh vòng vào phum như lần trước. Tiểu đoàn 2 vẫn cùng xe bọc thép đánh ép lên. Mọi việc chuẩn bị phải hoàn tất vào trưa ngày 12 tháng 7, đúng 22 giờ, phải tổ chức luồn sâu và giờ G ấn định là 5 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7 năm 1978. Tóm lại, trận này ta tổ chức kịch bản giống như trận ngày 20 tháng 6, chỉ có điều là sử dụng lực lượng có khác trước là có sự phối hợp tác chiến tấn công của hai đại đội của trung đoàn 266 thay cho hai đại đội của tiểu đoàn 3 đảm nhiệm hướng cánh phải. Anh em cán bộ được phổ biến là lực lượng của Bon Pot tập trung đông hơn lần trước. Lần này tác chiến trên cùng một địa hình nên bọn Pol Pot đã đề cao cảnh giác hơn. Phải nhắc anh em các đơn vị không được chủ quan coi thường địch. Có phương án đề phòng Pol Pot phản kích ngay, bù bám ngay, gây khó khăn cho ta khi đã làm chủ trận địa. Quay trở về vị trí chốt, anh Công và anh Đạc đã tổ chức họp cán bộ để phổ biến tình hình, nhiệm vụ của đại đội. Hiện tại hơn 20 ngày giữ chốt và tăng cường cho chốt đại đội 3. Quân số của đại đội cả bổ sung mới được gần 40 tay súng. Lần này đi luồn sâu phối thuộc được tăng cường một khẩu 12 ly 7 của đại đội 4. Cùng thông tin trinh sát, lực lượng của đại đội 1 được gần 60 người. Mọi công tác chuẩn bị cho trận chiến cũng đã xong. Anh em đại đội 2 và các lực lượng đến tay chốt cũng đã nhận vị trí từ chiều để làm quen với địa hình. Anh em đại đội 1 được nghỉ ngơi đến tận giờ xuất phát. Công tác chuẩn bị đã xong. Mấy anh em tôi trong ban chỉ huy đại đội ngồi nói chuyện. Mọi người đều không vui vì phải chiến đấu tăng cường. Nếu cả tiểu đoàn cùng đi tác chiến thì không nói. Còn thường đi tăng cường chiến đấu đôi khi nó gần giống như là con nuôi và con đẻ vậy sự quan tâm của chỉ huy đơn vị phối thuộc thường coi nhẹ các đơn vị con nuôi hơn thậm chí có đơn vị khi rút quân quên luôn cả không báo cho đơn vị phối thuộc nên tâm lý các đồng chí chỉ huy bao giờ cũng có tư tưởng ngại đi chiến đấu theo kiểu tăng cường này nghĩ là vậy nhưng nhiệm vụ đã giao thì ai cũng phải chấp hành tuy rằng trong lòng không vui và thoải mái cũng không được để lộ cái suy nghĩ ấy cho anh em cán bộ chiến sĩ cấp dưới biết Ảnh hưởng đến tư tưởng, đến sức chiến đấu của toàn đơn vị Trời chiều lất phất mưa Những cánh đồng trước mặt đã là một màu trắng mênh mông nước Xa xa, thỉnh thoảng mới thấy một vài bờ cỏ Xa nữa, có một bờ mương thẳng tắp Nhiệm vụ của đại đội 1 và tiểu đoàn 3 đêm nay Phải vượt qua đồng nước mênh mông đó Vượt qua bờ mương cao kia Luồn sâu vào đất địch tránh né các chốt của địch. Ém tại đó để sáng mai, giờ gờ sung phong tấn công tiêu diệt địch. Đến 4 giờ chiều, các trung đội đã tổ chức cho bộ đội ăn cơm, nhận thêm một phần cơm nắm, không phải độn bo bo, rồi nghỉ ngơi đợi lên đường. Hoàng hôn đã tắt, bóng tối ập xuống rất nhanh, cũng giống như những ngày qua. Như hôm nay, anh em đại đội 1 không phải vào vị trí gác, mà mọi người đang âm thầm làm công việc chuẩn bị cho trận chiến đêm nay sẽ lại có một đêm ngâm trong nước, có một đêm thức trắng, có một ngày chiến đấu vô cùng vất vả. Ai cũng nghĩ là như vậy, cũng thấy trước được những cảnh đó sắp diễn ra. Mọi người chính là người trong cuộc, đợi giờ xuất phát, bao giờ cũng cảm thấy thật dài, nhưng cũng không ai có thể vô tư mà ngủ được. Anh em thì thầm chuyện trò, những chuyện của lính thì bao giờ cũng là đề tài bất tận. Khoảng 7 giờ tối, lại bàn hợp sướng bằng các loại súng của Pol bon Pot vào đội hình các đại đội. Các đồng chí tay chốt cũng bắn trả. Trong chiến đấu, nhất là ở chốt, cứ đông quân là cảm thấy được ấm lưng hơn. Giá như quân số của đại đội được đông như thế này. 8 giờ tối đến 9 giờ tối, rồi 9 giờ 30 phút, Pol bon Pot tập kích và chốt hai lần nữa. Không có ai bị thương vong. Trinh sát tiểu đoàn báo tiểu đoàn 3 đang đến. Anh Đạc nói liên lạc xuống báo cho các đơn vị ra vị trí xuất phát Anh em chúng tôi cũng ra vị trí tập trung Tôi cùng một đồng chí liên lạc xuống đi cùng với tiểu đội cối 60 ly Toàn đội hình lặng lẽ lên đường Ra khỏi rìa phum là anh em bắt đầu phải lội nước Bước chân đầu tiên lội xuống nước, xuống sình mới ngại làm sao Bên Campuchia không có mùa đông Nhưng trời mùa mưa thường mát hơn mùa hè rất nhiều Buổi tối nhiệt độ lại giảm hơn cả cái mát Gió trời lồng lộng mưa lất phất cũng không có ai có áo mưa đi trận khoác áo mưa thì thật là không hợp lý nên nước mưa nước ruộng làm cho anh em thấy lạnh ghê gớm nhưng đấy là cảm giác đầu khi bước chân xuống nước có khi đã bị bõm được một lúc đầu óc luôn phải tỉnh táo phải căng tai căng mắt ra mà đi trong đêm thì không có ai thấy lạnh nữa cái rét cái lạnh không thắng nổi sức nóng trong cơ thể của những người lính chiến bị mõm ở giữa đồng nước rộng vẫn hai đồng chí trinh sát tiểu đoàn lần trước dẫn thường đi theo đường tiền nhập cũ đi được một quãng tôi cảm thấy cứ ngứa ở dưới ống chân không biết có gì vướng vào bèn thò tay xuống gãi thấy có gì nhơn nhớt bám vào da thịt tôi cầm rứt ra nhưng có vẻ cứ trơn trơn dính nhằng nhằng thôi chết rồi đỉa cái thứ mà tôi sợ nhất đang bám vào hút máu tôi Tôi dùng mình nghĩ lại ngày xưa về quê mà ra ruộng chơi, những ruộng nước trong veo, có những loại hoa trắng nhỏ, lá như lá sen nhỏ cũng xòe lan mặt nước. Tôi lội xuống đưa tay với, định hái những bông hoa ấy thì trời ơi, những con đỉa lúc nhúc bơi đến, lội nhanh lên bờ mà đã có mấy con bám đeo vào chân, giật mãi mới ra được. Theo kinh nghiệm mọi người nói, nên nhỏ ít nước bọt vào tay, cầm kéo đỉa ra dễ hơn tôi cũng làm theo như vậy và kéo được con đĩa rồi vứt đi tôi đưa tay sờ vuốt kiểm tra hai chân trời nhiều đĩa quá tới hàng chục con đã bâu bám hút máu tôi loại đĩa này có cái chất gì đó mà khi hút máu ở cái chỗ vết thương đó rất khó cầm máu ở quê thường mọi người hay cấu tí lá nón dán vào để ngăn máu chảy còn ở đây hàng chục vết cắn như thế này lấy gì mà dịp mà ngăn máu chảy sau này ở đây nhiều đỉa thế không biết chắc do nước ngập lâu nên lũ này sinh ra nhanh chóng vậy chắc tất cả anh em đều bị nhưng làm sao đây không ngờ loại nhuyễn thể này lại trở thành kẻ thù của mình được trực tiếp hút máu mình hút máu anh em đồng đội mình tôi nói đồng chí liên lạc nói cho anh em là đỉa rất nhiều anh em cũng đã phát hiện điều này và cũng đang rất bức xúc khó xử với lũ hút máu này đội hình cứ lúc đi lúc dừng nhích từng đoạn một đợi trinh sát chọn đường, cắt phương vị tránh né các chốt dâu tôn của Pol Pot trời mưa nên bọn Pol Pot có lẽ cũng chủ quan trong việc canh gác hướng này còn hướng chốt của tiểu đoàn vẫn thấy tiếng súng tập kích của Pol Pot cùng tiếng súng bắn trả của anh em chốt đúng là lính nào thì cũng khổ như nhau bọn lính Pol Pot cũng đâu có sung sướng gì có khi chúng còn khổ chịu khổ hơn cả lính mình nữa chứ Suy cho cùng, bọn lính ấy cũng là con em nông dân, người lao động bị huy động hoặc bắt vào quân đội diệt chủng, thực hiện mưu đồ đen tối, khát máu của tập đoàn Pol Pot insari Sari. Chính bọn chúng đã gây hấn, thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở biên giới Tây Nam chúng ta. Cũng cứ tưởng năm 1975, cách mạng Campuchia thành công, cách mạng Việt Nam thành công thì những người lính, người dân ở hai nước được sống trong hòa bình. Có ai ngờ, sự ngông cuồng sự ngu ngốc, sự hiếu chiến của chúng đã làm hai đất nước, hai dân tộc chưa kịp hàn gắn vết thương sau cuộc chiến dài lại lao vào một cuộc chiến tranh mới, gây nên những thù hận mới, vết thương mới. Tao căm thù chúng mày, khi ghét chúng mày hơn cả những con địa đang hút máu chúng tao đây. Tôi thầm nghĩ như vậy. Vòng vèo mãi, gần 3 giờ sáng, đội hình cũng đã đến vị trí tập kết. Trình sát quay lại đón đại đội 9 của tiểu đoàn 3 lên đánh cùng hướng với đại đội 1. Hai đại đội tiếp tục hành quân. Vào đến vị trí tập kết, anh Đạc nhanh chóng bố trí đội hình tấn công của đại đội, rồi cùng liên lạc và trinh sát sang đại đội 11, bàn việc phối hợp tác chiến với đại đội trưởng Ngọc. Anh em chuẩn bị hố chiến đấu, rồi lại bắt đầu bài ca cơm nắm bột canh. Mệt và đói, nên nắm cơm như là thật nhỏ, vèo một cái là hết. Nhưng tấm cơm này cũng làm cho anh em tăng được bao nhiêu cân sức khỏe. Anh Đạc cùng hai trinh sát đã về. Anh Ngọ và anh Ngân trinh sát sang chỗ tôi thì thầm nói chuyện. Mấy năm trước, khi làm trợ lý tiểu đoàn bộ, tôi thường hay sang tiểu đội trinh sát chơi cờ. Nguyễn Đăng Ngân và bộ đội tháng 5 năm 1972, quê ở Thái Bình. Còn Nguyễn Trị Ngọ và bộ đội tháng 12 năm 1974, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tôi với hai anh em có rất nhiều kỷ niệm với ngân thì năm 1976, cùng trong tổ 4 người do tôi phụ trách, biệt phái xuống phường 7, quận 11 làm công tác kê khai, cải tạo tiểu thủ công nghiệp. Thời gian đó khoảng 6 tháng. Chính thời gian này tôi gặp Thanh, cô bé cạnh nhà của đội công tác. Năm đó có 16 tuổi, đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng, tóc dài. Ở Sài Gòn, người như vậy để tóc dài là hiếm. Không hiểu sao qua một vài lần gặp, Thành đã nhanh chóng quý mến tôi. Rồi cả cái xóm chung cư Lý Thường Kiệt, lô A ấy đều trêu, đều ghép chúng tôi với nhau. Nguyễn Trịnh Ngọ là người Hương Sơn Hà Tĩnh, mới học xong lớp 12 rồi nhập ngũ ngay. dáng ngọ cao lớn, đẹp trai, nhanh nhẹn, rất có bản lĩnh trong chiến đấu, sống tình cảm, rất hay tập quất cho tôi. Ngọ có một bài tập quất gia truyền rất tuyệt. Hôm nào thấy người mệt mỏi, tôi hay nhờ ngọ đánh cho một bài ngọ đấm đấm bóp bóp vỗ nổ đồm đốp rất điệu nghệ rồi điểm một số huyệt đạo xong lấy tay bẹo các thứ thịt kỳ lạ tay ngọ bẹo vào chỗ nào cũng kêu răng rắc rất thích và sảng khoái tôi đã nói ngọ dạy cho bài tập quất này ngọ đã hứa là truyền nghề nhưng đến bây giờ đã hai năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được hồi đầu giải phóng làm quân quản ở phường bình thới quận 11 tôi là đội trưởng trong đội có cả ngọ ngày đầu giải phóng những công việc quân quản rất bận rộn nào là kê khai dân số lứa tuổi trình độ nghề nghiệp tìm và thanh lọc những phần tử phản động phần tử trong chế độ cũ có nợ máu lẩn trốn trong dân không chịu khai báo để đi học tập cải tạo trong thời gian ấy ngọ có yêu cô thủy trong đội công tác cùng phường đơn vị biết ngăn cấm nhưng ngọ vẫn yêu đến tận bây giờ tôi mới hỏi chuyện ngọ nói hai đứa vẫn yêu nhau đang đợi được dịp về nghỉ làm đám cưới tôi thầm cảm động cảm phục tình yêu của ngọ và thủy chợt nghĩ đến mình tại sao tôi lại nói lời chia tay ngày khi biết có lệnh đi chiến đấu ở biên giới giờ này thanh đang làm gì chắc còn đang ngủ liệu trong giấc mơ ngủ có bao giờ thanh mơ thấy tôi có quyển sách nào đó tôi đã đọc có câu khi em ngủ thần thoại về đâu trên mắt em cuộc đời màu xanh, tình yêu màu hồng. Còn chúng tôi, Ngọ, Ngân, cùng bao anh em ở đây, ai cũng đã từng có tình yêu, có vợ, có con, có những dự định cho cuộc đời đôi lứa. Nhưng giờ đây, suốt ngày ung ung, oang oang, xình lầy nước động, đỉa bâu thế này, liệu có bao giờ có nổi những giấc mơ thần tiên ấy? Tôi giật mình vì tiếng vỗ cánh của đàn chim kiếm ăn sớm. Tôi cũng giật mình vì sao hôm nay mình miên man, quỷ mị đến thế. Tôi nói ngọ và Ngân một câu hơi thừa. Khi xung phong, hai ông bám cùng ban chỉ huy đại đội nhé. Rồi tôi xuống trung đội 1. Trung đội trưởng Vinh đã hy sinh. Đồng chí Minh đi viện về lên tay vị trí của Vinh. Tôi trao đổi với Minh mấy câu thì đã nghe tiếng đề pa của cối bắn vào trong phum Tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ của đạn cũng đã hòa gần là một. Đầu tiên thưa dần rồi dền vang cấp tập Tôi về chỗ cuối 60 ly Xem anh em bắn Hai đại đội là bốn khẩu 60 ly Cũng tong, tong, tong Vào trong phum Không gian vỡ hòa Mùi khói thuốc phóng đã khét lẹt Các loại cối pháo bắn 15 phút Thì có ba phát pháo hiệu đỏ vụt lên Chuẩn bị xung phong Đầu tiên là hai khẩu 12 ly 7 bốn khẩu đại liên của đại đội Thùng, thùng Điểm xạ bắn găm vào phum các loại B40, B41 ung hoàng, cấp tập và rìa làng. Tiếng anh công anh đạc hô xung phong, toàn đại đội lao lên, vừa hô xung phong vừa bắn. Đại đội 11 của anh Ngọc, tiếng hô vang thật to, tất cả lao lên như vũ bão. Tôi cùng Ngân, Ngọ cũng làm mấy loạt AK rồi lao lên cùng anh em. Đã có tiếng súng của Pol Pot bắn trả, cả tiếng ùng oàng của B40, B41 nữa. Anh em nhanh chóng phản vào các mục tiêu vừa bắn của Pol Tôi cùng đồng chí liên lạc đã lên được bờ đất cao, đang tiến, chợt thấy lóe lửa ngay phía trước. Oang! Đất tung lên cùng tiếng nổ thật đanh. Tôi và Hiệp đều đổ ập người xuống. Đồng chí An y tá chạy đến xem và kiểm tra vết thương rồi băng cho tôi. Tôi thấy choáng một lúc rồi tỉnh táo ngay. Như vậy là tôi hơi bị ép vào mảnh găm nhẹ ở chán. Chân có một vài vết thương nhỏ mọi người đã tấn công vào trong phum hiệp cũng bị thương nhẹ tôi cùng hiệp và đồng chí y tá bám đuổi theo đội hình thật hú hồn nếu tôi tiến nhanh được mấy bước thì không biết thế nào tiếng súng vẫn nổ dồn ở mọi hướng lần này bọn pol pot có vẻ chống cự dài hơn lần trước nhưng chúng cũng chỉ chống cự được một lúc không chịu được sức công phá như vũ bão của ta tất cả bật chốt chạy anh em truy kích hướng tiểu đoàn ba cũng đã ảo tới đồng chí thao tiểu đoàn trưởng gặp tôi nói mấy anh em cụm lại đây để rồi vận tải nhanh chóng đưa các thương binh liệt sĩ về sau trước tiểu đoàn 3 cũng đã có hai đồng chí hy sinh mấy người bị thương đồng chí lưa chính trị viên tiểu đoàn 3 nhanh chóng tổ chức cho vận tải khiêng cáng anh em hy sinh và bị thương nặng về phía sau anh công cũng nói với tôi và hiệp cùng về luôn chúng tôi quay về chốt theo đường thẳng phía sau tiếng súng truy đuổi của pol pot vẫn nổ rồn tôi cùng nhóm vận tải khiêng cáng thương binh cùng hai đồng chí liệt sĩ về phẫu trung đoàn đằng sau tôi các loại súng vẫn nổ về tới phẫu các y bác sĩ anh thu anh quyết anh chính bác sĩ nhật nhanh chóng xem vết thương cho mọi người các đồng chí bị thương nát gối phải cắt bỏ ngay tôi thấy bác sĩ nhật nói nhỏ với các đồng nghiệp như vậy anh chính xem vết thương cho tôi tôi nói chắc em bị mảnh nhỏ thôi anh chính nói rất may là nếu mảnh sâu một chút nữa thì cũng ảnh hưởng cả hai mắt còn sang phải sang trái một tí thì cũng vào mắt Với thường ở mắt cá chân thì không có vấn đề quan trọng lắm rồi mọi người làm các thủ tục kỹ thuật lấy miếng mảnh nhỏ găm ở giữa hai đầu lông mày của tôi ra chỗ mắt cá chân cũng vậy bây giờ tôi mới thấy đau khó đi hơn từ đó đến chiều vẫn thấy anh em thương binh được chuyển về có cả một đồng chí chiến sĩ đại đội 1 Nhưng chưa kịp hỏi gì Thì đồng chí này vết thương nặng Chuyển lên tuyến trên ngay Ở đây hai ngày tôi cứ thắc mắc Về chi tiết của trận đánh còn lại Mà không được ai giải thích kỹ Chỉ biết là Pol Pot Tổ chức phản kích rất mạnh Tới chiều tối anh em mình mới rút về chốt Ngày thứ ba Tôi nói với mọi người cho về cứ cho anh em Vì ở cứ và phẫu Cũng gần nhau Vết thương nhỏ nên cũng chỉ dán gạc và băng dính thật vui khi về với cứ với anh em gặp lại nhóm ba cô lại được đón nhận từ tay cúc một ly nước chanh ngọt mát lạnh làm cho tôi tỉnh táo ngay hay là do nụ cười ánh mắt nhìn của mấy chị em đặc biệt là của cúc với cách nhìn cách nói ân cần tình cảm pha chút bịn dịn mà tôi tỉnh khỏe hẳn lên mấy vết thương nhỏ này cũng làm cho tôi tăng bản lĩnh hơn lên vì thường khi gặp tôi mọi người hay nói tôi là dáng dấp như thư sinh chứ không phải dáng dấp của lính trận ngày hôm sau anh công về cứ để làm chính sách và cũng là để thăm tôi thăm hiệp nhưng hiệp thì chuyển về phía sau hai anh em gặp nhau thật mừng tôi hỏi ngay tình hình trận chiến tiếp của hôm đó nhìn ánh mắt và giọng nói buồn buồn của anh công tôi xuống giọng nói tình hình sao anh tôi chăm chú nhìn anh công hai hàng nước mắt của người đồng đội người anh người lính trận chảy xuống tôi cầm tay anh công nói có gì anh kể em xem anh công nói sau lúc phú trở về anh em truy kích bọn pol pot dùng pháo cối bắn vào đội hình mình dữ quá một số anh em bị thương và hy sinh chúng bắt đầu vòng bọc phản kích lại ta chúng dùng cả xe bọc thép đứng ngoài xa bắn vào hỗ trợ cho bộ binh phản kích anh em phải chống cự tới chiều chúng bám dài như là cố ý cầm chân mình đến tối Tiểu đoàn 3 và mình phải xuất kích mấy lần, đến gần chiều tối lại xuất kích, rồi rút nhanh để lại một trung đội của mình và tiểu đoàn 3 một trung đội chốt cản đường, chúng lại bầu đến. Trong trận chiến cản đường đó, khi anh em rút về thì bảy đồng chí không về được, đại đội mình bốn đồng chí, bên tiểu đoàn 3 đồng chí. Trời ơi, vậy là có bảy anh em hy sinh chưa lấy được thi hài. Không ngờ trận đánh lại diễn ra phức tạp như vậy không biết nói gì hơn mặt mũi cay xè tôi nói cả anh thú anh khi bốn anh em ra quán gọi xị rượu và đĩa bò xào nhâm nhi cho phần nào xoa dịu nỗi đau đang ở đỉnh cao này ly đầu tiên cả bốn anh em giơ lên cụng rồi cùng đổ xuống đất như là một hành động biểu cảm sự thương nhớ các anh em hy sinh cầu khấn cho các anh em được yên lòng siêu thoát hết một xị rồi lại một xị nữa Nội đau vẫn không thể ngồi ngoài. Anh công nói: "Lúc nữa có xe, tôi sang chốt làm công tác chuẩn bị. Trung đoàn đã có kế hoạch tấn công tiếp, một bốn post đang tập trung ở đó rất đông. Hôm qua đã tập kích mình rất mạnh, mình phải đánh lên để phá vỡ âm mưu tấn công của chúng, cũng là tìm anh em, đưa anh em về." Khoảng 2 giờ chiều có xe sang chốt, anh em chia tay, anh công đứng dậy ôm tôi nói: "Phú cứ yên tâm ở đây mấy ngày cho khỏe nhé." Tôi cũng ôm anh thật chặt Không thể nói được gì hơn Nhìn chiếc tăng ga nặng nề Chạy về biên giới cho tới khi mất hút Ngày hôm sau 17 tháng 7 Trung đoàn lại tổ chức họp quân chính Trung đoàn trưởng Trần Măng Chính ủy Diệp Xuân Ánh Vẫn duy trì hội nghị Sự có mặt điều hành trực tiếp của sư đoàn phó 10 thứ Các cấp trưởng chính trị Quân sự từ cấp đại đội Tiểu đoàn đều tham dự Đại đội 1 Đồng chí Nguyễn Văn Đạc Đại đội trưởng bị sốt rét đi viện nên anh Phạm Văn Trọng đã đội phó đi họp cùng với anh Công. Sư đoàn phó 10 thứ tóm tắt về diễn biến trận tiến công Pol Pot ngày 13 tháng 7. Đánh giá chung là chúng ta đã chiến thắng, đã đập tan được âm mưu bù bám tấn công chiếm chốt của Pol Pot. Nhưng chúng cũng đã có chút kinh nghiệm trong trận ngày 20 tháng 6. Cộng số đầu đơn vị của Pol Pot ở khu vực này tới 3 sư đoàn rất đông quân nên sau khi bật chốt chúng đã bù bám phản kích ta ngay. Như vậy chúng ta, tiểu đoàn 3 và đại đội 1 tăng cường cùng các đơn vị đã tấn công mạnh mẽ, đã tổ chức lui quân hợp lý. Đương nhiên, chúng ta có những thương vong. Hai trung đội đã ở lại cản địch, chiến đấu rất dũng cảm, tiêu diệt được nhiều địch, hoàn thành nhiệm vụ. Trong số này có đồng chí đang làm lại ở đó. Sư đoàn, trung đoàn biểu dương ý chí chiến đấu của các đồng chí, các đơn vị tham gia chiến đấu và phục vụ trận chiến vừa qua. Nhưng chúng ta cũng đang có một việc rất quan trọng là bảy đồng chí đang nằm lại đó. Chúng ta phải tổ chức đánh tiếp để phá vỡ, đập tan âm mưu của Pol bon Pot, tìm anh em để đưa anh em về. Đồng chí Trung đoàn trưởng Trần Măng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sông Thao, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, được điều lên làm tham mưu phó trung đoàn. Nhưng đồng chí Nguyễn Sông Thao xin ở lại trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 3 đánh trận này. Rồi sau đó sẽ nhận nhiệm vụ ở cương vị mới. Đảng ủy và ban chấp hành trung đoàn chấp nhận đề nghị của đồng chí Thao. Phải nói rằng hành động của đồng chí Sông Thao tình nguyện ở lại trực tiếp chỉ huy trận đánh then chốt quan trọng rất ác liệt này đã khiến mọi người cảm phục. Đến bây giờ, khi cuộc chiến đã lùi xa, mỗi lần gặp nhau, những người lính sư đoàn 341 vẫn kể về hành động quả cảm ấy của Nguyễn Sông Thao. Tham mưu trưởng Chú Đức Hùng từng đảm nhiệm chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 của tôi lên phổ biến kế hoạch tác chiến của trung đoàn. Trận này, trung đoàn sẽ tổ chức sử dụng các lực lượng tác chiến như sau. Lực lượng luồn sâu vô hồi hướng Tây Bắc vẫn là tiểu đoàn 3 đại đội 1, tiểu đoàn 2 thiếu một đại đội, cùng các lực lượng 12 ly 7 của đại đội 16, DKZ của đại đội 15. Đại đội 1 được tăng cường một khẩu 12 ly 7, một khẩu DK82 của đại đội 4. Đại đội 1 đi đầu luôn sâu qua bờ mương thì chốt lại ở khu vực đó để phòng Pol Pot vòng bọc hướng này. tiểu đoàn 3 luồn sâu tiếp khoảng một cây số nữa sẽ đánh từ hướng Bắc vào Phum. Khi đánh qua những vị trí chốt chặn lần trước, cử bộ phận tìm đưa số anh em liệt sĩ lần trước về. Tiểu đoàn 2 thiếu cùng luồn sâu vào hướng này, nhưng dừng lại, dàn đội hình tấn công theo hướng Tây Bắc. Cách tiểu đoàn 3 khoảng 500 m tiểu đoàn 2 cũng được tăng cường hai khẩu 12 ly 7 của đại đội 16, hai khẩu DK82 của đại đội 15 hướng đông nam, sư đoàn vẫn sử dụng đại đội của trung đoàn 266 đánh ép vào hướng vỗ mặt, sử dụng 6 xe bọc thép cùng đại đội 2 đánh lên. Quan trọng nhất vẫn là việc luồn sâu và tấn công của tiểu đoàn 3, đại đội 1 tiểu đoàn 2. Sau khi chiếm xong các mục tiêu, tổ chức đưa các anh em thương binh, liệt sĩ cũ và mới về ngay nhanh chóng rời khỏi trận địa càng sớm càng tốt. Các loại pháo cối của sư đoàn, trung đoàn bắn hỗ trợ thật mạnh. Khi phát hiện Pol Pot, tổ chức lực lượng phản kích ngay. Sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn sẽ dâng lên gắn khu vực tiểu đoàn 1. Công binh phải nhanh chóng tổ chức hầm chỉ huy cho trung đoàn. Tiểu đoàn 1, đại đội 3 và các bộ phận ở lại phải tổ chức chốt giữ thật chắc. Các đại đội trinh sát, vận tải và số còn lại của đại đội 15 DKZ, đại đội 16 súng 12 ly 7, đại đội 14 súng cối cũng cử thêm lực lượng lên thay chốt cho đại đội 1, dâng đội hình lên theo trung đoàn. Thời gian 17 giờ 30 phút tối nay, ngày 17 tháng 7, sở chỉ huy tiền phương trung đoàn về vị trí mới. Các đơn vị trực thuộc cũng bí mật nâng lên thay chốt cho đại đội 1. Chốt theo đơn vị phân công, đúng 10 giờ đêm, các đơn vị bắt đầu tiền nhập giờ G vẫn sẽ là 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7. Sau khi nghe xong phương án kế hoạch tác chiến của tham mưu trưởng, các đồng chí cán bộ đều nhất trí, nhưng hầu như mọi người đều phân vân về kế hoạch tác chiến. Cùng một địa bàn mà ta tổ chức luồn sâu đánh địch hai lần. Nếu lần này nữa thì cả ba trận, bài bản tác chiến đều giống nhau. Liệu Pol Pot đã quen và có biện pháp chống đối ta hay chưa? Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc Đại đội trưởng đại đội 11 là đại đội đi đầu của tiểu đoàn, phát biểu phản biện gay gắt nhất. Đồng chí sư đoàn phó 10 thứ hỏi: "Vậy đồng chí Ngọc và các đồng chí có cách đánh gì khác không?" Tất cả hội nghị đều không đưa ra được phương án tác chiến khác hơn, rồi tất cả chấp nhận phương án tác chiến quen thuộc nhưng vô cùng nguy hiểm này. Đồng chí Trần Măng nói: "Bây giờ thời gian là vàng ngọc, các đồng chí nhanh chóng về triển khai nhiệm vụ chiến đấu, đêm nay và ngày mai cho đơn vị mình hội nghị kết thúc mọi người ra về với trọng trách lớn mang tâm trạng thật nặng nề như vậy nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ danh dự trách nhiệm của người lính những sĩ quan những người chỉ huy cấp thấp trực tiếp phải chiến đấu như những người lính xông pha trước mũi tên hòn đạn của kẻ thù họ đã từng trải qua cuộc chiến dài trong trận chiến biên giới tây nam này cũng đã được gần một năm cả năm thời gian tham chiến hàng trăm trận lớn nhỏ chiến thắng nhiều song không phải không có những trận không đạt được mục tiêu đề ra như trận hà tiên kiên giang nhưng có lẽ chưa có lần nào trước khi vào trận mọi người lại có tâm trạng nặng nề như là trận này nhưng ở đây lúc này đang là đỉnh cao của sự đấu trí đấu dũng giữa ta và pol pot mọi người đều phải suy nghĩ đến hai chữ quyết tử như cha ông ta đã quyết tử trong lịch sử chống ngoại xâm, các thế hệ đàn anh đã quyết tử để làm nên những kỳ tích trong cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bao nhiêu lớp người đã quyết tử, đã anh dũng hy sinh để làm nên chiến thắng đó. Trong trận này, cán bộ chỉ huy các cấp cũng phải làm cho tất cả những người lính thấy được vinh dự, trách nhiệm và trọng trách lớn lao này. Tất cả các đơn vị nhanh chóng làm mọi công tác chuẩn bị ở đại đội 1, đại đội trưởng Nguyễn Văn Đạc đã về tuyến sau vì sốt rét tái phát. Chỉ huy trận này là đồng chí Công, chính trị viên trưởng và đồng chí Phạm Văn Trọng, đại đội phó. Còn tôi thì vẫn bám trụ ở búa lớn. Buổi chiều qua rất nhanh, rồi bóng tối ập xuống như bao ngày. Trời mát nhưng không mưa. Đúng 17 giờ tối, ban chỉ huy trung đoàn di chuyển lên vị trí mới gần tiểu đoàn 1. Công binh đã khẩn trương làm xong hầm chỉ huy dưới gầm một căn nhà sàn cũ của người dân. 17 giờ 30 phút, các đồng chí chỉ huy trung đoàn đã tới vị trí. Các lực lượng vệ binh, công binh, trinh sát cùng các đơn vị trực thuộc khác cũng đã dâng lên. Thông tin nhanh chóng triển khai mạng hữu tuyến xuống các đơn vị. Công việc đang khẩn trương trôi chảy theo kế hoạch. Những tiếng nổ đầu nòng vang lên, đất trời như vỡ hòa bởi các tiếng nổ pháo và của DKZ-75 của bọn Pol Pot. Chúng bắn vào khu vực hầm chỉ huy của trung đoàn. Không phải một loạt, mà chúng bắn liên tiếp hàng trăm quả. Không gian như được hâm nóng bởi khói đạn của Pol Pot. Một quả DKZ rít dẹt, rồi nổ âm đúng hầm chỉ huy trung đoàn. Góc các đồng chí thông tin đang thao tác, khói lửa trùm lên hầm chỉ huy đồng chí Thái, trưởng ban thông tin hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Lạc đác các đơn vị báo lên là có anh em bị thương hy sinh do trận tập kích hỏa lực của Pol Pot. Ác liệt đây, chính ủy ánh thoáng nghĩ, không hiểu bọn này có âm mưu gì mà tập kích hỏa lực nhiều như vậy, hay là vị trí sở chỉ huy đã bị lộ. Nghĩ vậy thôi, chứ nhiệm vụ đã triển khai, không được trì hoãn. Đồng chí Ánh quay máy liên lạc với các tiểu đoàn nắm tình hình chuẩn bị chiến đấu của các đơn vị. Các đơn vị báo lên, công tác chuẩn bị tốt, anh em rất quyết tâm. Riêng đại đội 11 có sự cố, tổng số lính nhập ngũ năm 72 còn trong đại đội là 8 đồng chí, trong đó có cả đồng chí Ngọc đang giữ chức vụ đại đội trưởng, một đồng chí làm liên lạc, còn lại 6 đồng chí lính 72 ở các trung đội bằng nhiều lý do khác anh em về cứ không tham chiến trận này. Đây cũng là một bất ngờ nhưng nhìn chung các đơn vị triển khai tốt công việc chuẩn bị chiến đấu tấn công Pol Pot vào đêm nay. Bộ Pol Pot tập kích thêm mấy lần hỏa lực nữa vào các khu vực chốt giữ phòng thủ của ta. 21 giờ rồi 22 giờ cũng không thấy Pol Pot tập kích bằng bộ binh như mọi ngày. Lệnh lên đường. Đại đội 1 vẫn do hai trinh sát của tiểu đoàn cùng hai trinh sát của tiểu đoàn 3 dẫn đầu. Xuất phát sau 30 phút thì tiến đến tiểu đoàn 3, rồi tiểu đoàn 2. Nhóm trinh sát dẫn đường cứ mò mẫm trong đêm, trịch về hướng Tây. Cứ đi được trăm mét thì lại chốt lại hai người. Còn hai người quay về dẫn đội hình lên. Mọi việc cũng như mọi lần. Anh em hành quân luôn sâu thuận lợi. Tuy nhiên, đều phải lội ruộng. Cánh đồng ngập nước, có chỗ sâu tới đầu gối. Khi lấy góc phương vị, bè tay phải để vượt qua con đê thì đụng chốt của Pol Pot. Trinh sát dẫn đội hình vượt lên hẳn. Xa cũng vẫn gặp các chốt của Pol Pot. Không thể vượt qua được, lại vòng quay lại tìm đường mới. Cũng vẫn không thể qua. Mật độ Pol Pot chốt giữ quá đông. Anh em lợi dụng một số bờ đất để ngồi đợi trinh sát tìm đường. Hoặc đứng chôn chân giữa ruộng nước. Dùng rằng quay đi quay lại. Thành ra đội hình hành quân tiên nhập đã gần như song song đối mặt với con đê của mương dẫn nước một tình huống khó khăn chưa bao giờ gặp trong hành quân tiền nhập luồn sâu khoảng một giờ sáng có bóng người có những bước chân lội nước đi ngược với hướng hành quân của ta anh em trinh sát lùi lại báo truyền cho đội hình pol pot cũng hành quân có thể chúng cũng có âm mưu tổ chức tập kích với quy mô lớn lệnh được truyền đi tất cả tuyệt đối giữ bí mật không được nổ súng nếu Pol Pot đụng hướng nào Thì hướng đó đánh Nhưng vẫn không được nổ súng Và mọi người chuẩn bị dao găm cuốc sẻng lưỡi lê Sẵn sàng cho trận giáp lá cà Tiêu diệt ngay bọn đi đầu Thật là hồi hộp Cho tình huống luồn sâu đánh địch của ta Lúc này đã hơn một giờ sáng Pol Pot cũng đi làm ba hướng Hướng thứ nhất Chúng đụng đại đội 1 Hướng thứ hai, chúng đụng đại đội 11 Và hướng thứ ba, chúng đụng đại đội 5 một trận chiến nhỏ xảy ra bằng dao găm và sẻng ta tiêu diệt đường gần chục tên bằng các loại trang bị vũ khí thô sơ đó số còn lại kêu run run rồi chạy ngược trở lại hai mươi phút sau bộ bom bốt trên bờ mương bắt đầu bắn xối xả vào đội hình của các đơn vị đã có nhiều anh em trúng đạn như vậy là việc luồn sâu đã bị lộ không thể vượt qua bờ mương ém quân như kế hoạch tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao hội ý với đồng chí Phạm Văn Sướng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc sẽ thay đổi cách đánh, sẽ tấn công vỗ mặt, chiếm bờ mương ngay. Vì ta ở thế bất lợi giữa đồng nước, các đơn vị chuẩn bị tấn công nếu cấp trên đồng ý. Lúc này là 2 giờ 30 phút, tiểu đoàn trưởng thao điện về xin ý kiến của ban chỉ huy trung đoàn cho các đơn vị đánh chiếm bờ mương ngay. Sư đoàn phó 10 thứ đồng ý cho thay đổi cách đánh nhưng không được ý tấn công ngay trong đêm yêu cầu các đơn vị chuẩn bị gian trận đúng năm giờ ba mươi phút đồng loạt xung phong đánh chiếm bờ mương đồng chí thao vẫn yêu cầu xin nhanh chóng được tấn công địch chiếm bờ mương sư đoàn phó vẫn không chấp thuận phương án tấn công ngay của tiểu đoàn trưởng thao tình thế thật bất lợi cho quân ta nhưng trong chiến đấu mệnh lệnh cấp trên vẫn phải chấp hành các đơn vị được lệnh tiền nhập gần bờ mương hơn lợi dụng các bờ đất gò đất làm công sự triển khai đội hình chiến đấu song việc triển khai này ở địa hình rất khó khăn hiếm mới có bờ đất sắm sắp nước còn toàn ruộng nước sâu nhất tới đầu gối nhung nhúc đỉa anh em phải ngâm mình trong nước đợi giờ nổ súng đại đội 16 không thể giá súng 12 ly 7 tầm thấp được mà phải giá súng tầm cao như bắn máy bay hai cầu cối 60 ly thì giá ngay tại chỗ ban chỉ huy đại đội chỗ này có gò đất sầm sắp nước bọn pol pot đã ngừng bắn nhưng chúng ta đang ở tình huống khó đang ở địa hình rất bất lợi cho việc tiến công vì bờ ruộng chiều dọc rất ít lại nhỏ tất cả không thể lao lên bằng những bờ như vậy sẽ bị đạn pol pot xuyên táo vài người ngay nên hầu như tất cả phải xung phong ở đồng nước rất khó khăn cho việc vận động tấn công trời đã sáng mọi người kiên trì chờ đợi giờ nổ súng trong cái rét vì bị ngâm lâu trong nước lại rất khó chịu vì lũ đỉa đói cứ nhung nhúc bù bám hút máu anh em cứ cấu vắt được con đỉa này thì những con khác lại bù đến ai cũng cảm thấy thời gian như ngực trôi có lẽ không ở đâu không mấy ai chịu đựng được cái khổ như thế này tất cả mọi người chỉ biết cắn răng mà chịu trận chờ giờ nổ súng các đồng chí cán bộ đại đội, trung đội sông sáo đi nhắc anh em, chuẩn bị tấn công. Tiếng súng, tiếng đạn nổ, giờ gờ đến, làm cho cái rét, cái lạnh tan biến đi đâu mất. Tất cả chuẩn bị vũ khí, xung trận. Mục tiêu một là đánh chiếm bờ đê, làm bàn đạp để tấn công vào trong phung. Pháo chuyển làn, các loại súng đại liên, súng 12 ly 7, cối 60 của các đại đội, cối 82 của tiểu đoàn, cứ tòng tòng, dồn dập sung phong. Đồng chí Nguyễn Song Thao, tiểu đoàn trưởng nổ mấy phát K59 rồi hô xung phong. B40, B41, DKZ82 phát hỏa ung oàng, lao vào bờ mương nổ tung đất, có nhiều quả vượt tầm vào bên trong. Các loại súng đại liên 12 ly 7 đã nâng tầm bắn làm nền, lấy khí thế cho bộ binh để xung phong. Cả tuyến, đội hình các đơn vị từ đầu là đại đội 1, tiếp theo tiểu đoàn 3, rồi tiểu đoàn 2 như vậy chiều rộng tấn công khoảng ngàn mét Mũi nhọn là đại đội 1 Đại đội 11 tiểu đoàn 3 Đại đội 5 tiểu đoàn 2 Toàn đội hình lao lên Các loại súng AK nổ gian Anh em vận động Nước bắn tung tóe Rất ít anh em tận dụng được bờ mương dọc 20 mét 30 mét Rồi 50 mét Bọn Pol Pot như bừng tỉnh hay nó cố ý đợi anh em mình vào gần. Các loại súng dọc bờ mương đồng loạt phát hỏa xối đạn vào cản đội hình tấn công trời chưa sáng hẳn nhìn rõ những họng súng đang khạc đạn tóe lửa đầu nòng b bốn mươi b bốn mươi dkz của chúng cũng ủng oàng chùm khói lên trên bờ mương đạn nổ oang oang vào đội hình ngay loạt đạn đầu tiên của bốn pot đã rất nhiều anh em trúng đạn đổ xuống mọi người vẫn vận động nhưng như vậy là anh em đang lao thẳng vào hướng các họng súng của pol pot đội hình phải khựng lại tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao cùng tiểu đoàn phó Phan Sĩ Thống vẫn đứng quan sát. Trời, chúng chốt giữ dày quá, hỏa lực nhiều và mạnh. Không phải chỉ có một vài ổ 12 ly 7 hay đại liên mà rất nhiều ổ súng vẫn hùng hãn nhả đạn. Chúng dê sang phải, sang trái theo hình rẻ quạt, đạn thẳng cắm phẩm phập vào đội hình, tung nước chung quanh mọi người. Nhiều anh em nữa trúng đạn. Anh Thao hội ý kiến với tiểu đoàn phó thống Tình huống này phức tạp khó khăn đây Vẫn phải tập trung dập hỏa lực Rồi xung phong đánh chiếm thôi Đại đội 1 và 11 Đã gần bờ mương nhất Ông ở đây Tôi lên chỗ anh Ngọc Rồi cùng mấy đồng chí trinh sát Truyền đạt được mấy bước Thì đạn của Pol Pot cắm phầm vập vào vị trí mọi người Đồng chí Tao cùng mấy anh em khác Đổ sập xuống Khẩu K59 của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao Tuột khỏi tay Anh Thao trúng đạn Mấy đồng chí trinh sát kéo lùi tiểu đoàn trưởng về chỗ đồng chí thống máu loang đầy ngực thấm cả vạn áo ướt sũng nước đồng chí thống báo về trung đoàn tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao bị thương nặng đồng chí trung đoàn trưởng trần măng lệnh chuyển ngay đồng chí thao cùng các anh em bị thương về phía sau tiếp tục dùng hỏa lực chế áp rồi tổ chức tấn công tiếp sư đoàn phó thứ gào lên xen vào tổ hợp bằng mọi giá phải chiếm được lấy bờ mương mũi tấn công của đại đội 1 sau khi tiền nhập cách bờ mương khoảng 100 mét thì anh em dừng lại cũng củng cố hầm hào đợi giờ nổ súng khi có hiệu lệnh xung phong anh em ảo lên tấn công nhưng cũng giống như hướng đại đội 11 nhiều anh em ngã xuống ngay ở loạt đạn đầu tiên của Pol Pot trong số này có cả chính trị viên trưởng Nguyễn Tiến Công mũi tiến công phải khựng lại phía sau khẩu 12 ly 7 và hai khẩu đại liên vẫn bắn đối xứng với bọn Pol Pot Cầu 12 ly 7 của đại đội 4 tăng cường cũng phải giá súng cao, bắn chế áp được một lúc thì dập bởi quả DKZ. Hai khẩu đại liên vẫn nhả đạn, hỗ trợ cho bộ binh. Lúc này anh em bộ binh không tiến được nữa. Anh em bộ binh nằm tại chỗ, bò lùi tìm chỗ ẩn nấp. Bắn được mấy loạt nữa thì một khẩu đại liên cũng bị dập. Ba đồng chí khẩu đội đều bị thương và hy sinh. Còn lại một khẩu đại liên của tiểu đội trưởng Phạm Thanh Hải vẫn phát huy bắn xăm vào bờ mương và các ổ súng của bọn Pol Pot. Đồng chí Hải là lớp lính 1975 quê ở Thái Bình, thuộc lực lượng tên lửa mới được điều về đơn vị hồi tháng 3 năm 1978. Một viên đạn của Pol Pot bắn bay đầu ruồi khẩu đại liên. Kệ, đồng chí Hải vẫn tiếp tục bắn. Như vậy là một khẩu đại liên của Hải đang đối với khẩu 12 ly 7 và đại liên của Pol Pot ở trên bờ đê. Hải cũng đã đập được hai mục tiêu, vì một viên đạn xuyên qua cánh tay trái. Cùng lúc, một quả M79 của Pol Pot trúng mũ sắt làm anh choáng vật ra. Đại đội phó Phạm Văn Trọng trườn vào thay hải, tiếp tục đối súng với bọn Pol Pot. Được vài loạt đạn thì súng hóc, anh Trọng cùng một đồng chí nữa đang loay hoay xử lý thì một viên đạn thẳng cũng làm đại đội phó Trọng bị thương gục xuống. Cối 60 ly của đại đội cũng phát huy tác dụng được lúc bắn chuẩn bị xung phong. Còn bây giờ trời đã sáng, mục tiêu đã bị lộ. Tiểu đội lúc này đã có hai đồng chí hy sinh, mấy đồng chí bị thương. Như vậy là mũi tiến công của đại đội 1 bị Pol Pot bẻ gãy. Một số anh em bò lùi lại, nhưng cũng nhiều anh em trong số đó lại dính tiếp đạn của Pol Pot. Pháo, cối, DKZ-75 của trung đoàn, sư đoàn, ung ung bắn vào phía bờ đê và các khu vực ở phía sau. Đã quan sát pháo binh ở phía sau bờ đê, sâu vào bên trong lực lượng pol pot rất đông chúng điều cả xe bọc thép lên nấp ở bờ mương bắn cản quân ta các loại cối pháo của ta chi viện tối đa chúng các đội hình pol pot anh em trên đài quan sát rất rõ những xác pot tung lên xong để bắn chúng được từng ổ đề kháng ở bờ đê thì quả là khó khăn nhưng quả pháo cối của ta cũng đã làm cho chúng chúi xuống hầm lệnh xung phong Đầu chí thống tiểu đoàn phó chỉ huy phát lệnh xung phong anh em tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 bật lên xung phong nhưng kịch bản lại cũng giống như lần xung phong thứ nhất anh em khựng lại tìm nơi ẩn nấp nhưng cũng thật là khó không biết tránh nấp vào đâu nhiều chỗ anh em trụm vào nhau hoặc di chuyển đều là những mục tiêu để pol pot bắn vào khẩu 12 ly 7 của đại đội 16 tăng cường cho đại đội 11 vẫn thùng thùng nhà đạn vào các ổ đề kháng của Pol Pot. Một số đồng chí xạ thủ chính trúng đạn ngã ngay xuống trần súng. Tiếp đến, đồng chí xạ thủ vừa thay cũng bị trúng đạn. Đồng chí Lấu, chính trị viên trưởng đại đội của đại đội 16 đi tăng cường, lao lại thay. Đứng giữa hai chiến sĩ vừa mới hy sinh, anh khom người kéo các điểm xạ, bắn về phía bọn Pol Pot. Thật là dũng cảm và quyết tử. Bắn được một lúc, rồi anh cũng trúng đạn hai tay vẫn ghi chặt khẩu súng 12 ly 7. Đại đội trưởng Phạm Văn Lầu hy sinh thật dũng cảm. Đây là lần thứ hai anh em chứng kiến hành động chiến đấu và dũng cảm hy sinh của các lớp chỉ huy đại đội trưởng Hòa Lực, đại đội 16, súng 12 ly 7. Sau khi đồng chí Nguyễn Sông Thao bị thương, anh em trinh sát bò kéo đồng chí Thao lùi về. Vết thương nặng nhưng không thể nào có thể chuyển nhanh về sau được. Anh em phải kéo lùi từng tí một quả là rất khó Phải có anh em nâng cao đầu Còn toàn thân và vết thương Phải bị chìm trong nước Ba bốn đồng chí tập trung di chuyển Tiểu đoàn trưởng Sự tập trung di chuyển này Là mục tiêu để lộ cho bọn Pol Pot nhằm bắn Đạn thù xối xả vào chỗ anh em Đồng chí Nguyễn Sông Thao Trúng thêm mấy viên đạn nữa Trong nhóm đó Có một đồng chí trinh sát hy sinh Hai đồng chí nữa bị thương Đại đội 11 cũng chiến đấu hết sức Chính trị viên trưởng Duyên bò trườn đi tới các chiến sĩ, vừa di chuyển được mấy mét, thì những loạt đạn thẳng của Pol bon Pot găm trúng chỗ hiểm, làm anh gục xuống, hy sinh tại chỗ. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Ngọc rất bức xúc với tình hình trận đánh. Thấy chính trị viên trưởng Duyên trúng đạn, anh cùng đồng chí liên lạc bò ra kéo về phía sau. Lại tiếp những loạt đạn của Pol bon Pot cắm phầm phập xung quanh. Một viên trúng đồng chí liên lạc, anh hy sinh ngay. Đồng chí Ngọc bị một viên xiết vào gáy dưới vành tai. Khu vực hai khẩu cối 60 ly, đạn cối đã được bắn hết vì trong trận này không mang theo nhiều. Nhưng quanh chỗ đó, bốn đồng chí xạ thủ cối hy sinh. Mấy anh em khác bị thương nấp vào sau bờ đất. Duy nhất đại đội 11 lúc này còn đồng chí Thoảng, chính trị viên phó. Anh họ đồng chí Hùng, lính 1978 người Hà Nội là pháo thủ gánh đạn, kéo theo khẩu cối cùng một đồng chí thông tin vô tuyến của tiểu đoàn mang máy bò lùi được hơn một chục mét máy thông tin ngâm nước không còn tác dụng nữa nhưng pol pot cũng xối đạn vào đó làm đồng chí thông tin tiểu đoàn cũng trúng đạn nằm bất động chiếc máy thông tin vô tuyến vẫn đang đeo ở trên lưng trồi trên mặt nước đồng chí hùng một tay vừa bò một tay kéo khẩu cối sáu mươi khẩu cối cứ nằm xuống bùn nước không thể kéo lên được đi được khoảng chục mét Hùng kiệt sức, đành bỏ khẩu cối 60 ly tại đó. Hướng tiểu đoàn 2 cũng bị tình trạng như vậy, không kém sự ác liệt. Đồng chí Mai, đại đội trưởng đại đội 5 bị thương ngay từ lúc đầu. Đồng chí Dũng thông tin của tiểu đoàn bị thương vỡ gót chân. Đồng chí tiểu đoàn trưởng Phạm Anh Sướng cùng mấy anh em trong ban chỉ huy vẫn bò trườn đến chỗ các đơn vị. Động viên, khích lệ đại đội 5 và tiểu đoàn sung phong lần thứ hai đồng chí tiêm tiểu đoàn phó đồng chí hai chính trị viên phó tiểu đoàn cũng xuống các đơn vị song lần thứ hai sung phong cũng giống như tiểu đoàn ba đều bị pol pot chặn đứng liên tiếp đồng chí hai chính trị viên phó tiểu đoàn trúng đạn hy sinh đồng chí tiêm tiểu đoàn phó trúng đạn hy sinh đồng chí sướng tiểu đoàn trưởng bị đạn thẳng xuyên qua vai bị thương đồng chí thành chính trị viên trưởng đại đội năm bị viên đạn nhọn Cây từ chán lên tới đỉnh đầu Giải rác khắp nơi Anh em mình hy sinh Và bị thương nằm khắp đồng nước Các đồng chí bị thương cố bò Di động thì lại cũng là Mục tiêu xạ kích của bọn Pol Pot Các ổ hỏa lực của Pol Pot Dọc bờ đê vẫn điên cuồng nhả đạn Như mưa vào đội hình các đơn vị Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn Cho các đơn vị lùi về phía sau Khoảng 500 mét để củng cố lại lực lượng Pháo bình bắn cấp tập Về phía Pol Pot nhưng đạn nổ vào phía sau bờ đê là chính Cũng nhiều trái làm tung các ổ hỏa lực của Pol Pot ở bờ đê Nhưng cũng không thể dập được hết các ổ hỏa lực của Pol Pot Cộng thêm sự tăng viện của Pot cũng rất kịp thời Nên chúng chiếm được ưu thế của hỏa lực bắn thẳng Các máy thông tin bị ngâm nước không sử dụng được Việc truyền tin bây giờ là rất khó Việc anh em lùi ra cũng không phải là dễ Chỉ cần lùi được 500 mét là vào được khu vực an toàn có vật che khuất vì có một số ngôi mộ mới xây. Quãng ruộng ngập nước 500 mét lúc này là cả một quãng dài vô tận đối với chiến sĩ của ta. Hệ người nào di chuyển là bị đạn tập trung vào. Rất nhiều đồng chí hy sinh, bị thương dọc trên đồng nước ấy. Các đồng chí còn lại thấy nhiều anh em bị thương nằm giữa đồng. Nhưng lúc này đạn địch bắn rất rát, đạn cắm phầm phập khắp cả cánh đồng. Gặp nước nhiều viên đạn bay lia lên thật nguy hiểm rất khó có thể tiếp cận để chuyển về phía sau được. Như vậy, số anh em này lại bị kẻ thù lần thứ hai hành hạ. Đó là lũ đỉa đói, hàng trăm con đỉa bâu vào hút cạn máu của anh em mình. Hướng trung đoàn 266, theo hợp đồng có hai đại đội cùng 6 xe bọc thép lội nước M113 đánh ép vào. Trong ý đồ chiến thuật, mũi tấn công này chỉ là đánh ép be bờ, đánh vỗ mặt xọa là chính chứ không phải là nhiệm vụ thọc sâu. Lực lượng này đánh ép vào cũng gặp hỏa lực của chúng rất mạnh. Các loại B-40, B-41, DKZ phóng đạn, vây lấy xe bọc thép của ta, làm hai xe trúng đạn, nên lực lượng bộ binh cũng chỉ tiến thêm gần giáp phung rồi bắn hỏa lực vào, đe dọa bọn Pol Pot hướng này. Khoảng 7 giờ 30 phút, sư đoàn sử dụng thêm một mũi đánh, gồm 5 xe bọc thép, cùng hai trung đội của đại đội 2 đánh chéo lên hướng bắc, tây bắc, nhưng cũng gặp phải sự kháng cự mạnh của Pol Pot. Một xe bọc thép bị đứt xích, mấy đồng chí bị hy sinh, trong đó có đồng lý trung đội trưởng Ngô Khắc Quyền và bộ đội tháng 3 năm 75 quê ở Thanh Hóa là đồng chí vô cùng gan dạ, dũng cảm, có rất nhiều thành tích, đang được đơn vị đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Khoảng 8 giờ, hướng tiểu đoàn 3 tiểu đoàn 2, chỉ còn tiếng súng của Pol Pot Chúng nhằm bắn anh em ta trên đồng nước Nhưng đơn vị ở phía sau đó Cách 500 mét Không bị thiệt hại gì nhiều Một số bị thương hoặc không bị thương Lùi về phía sau Hầu như anh em kiệt sức Nhưng ở khu vực này Các lực lượng vận tải cứu thương Nhanh chóng chuyển anh em về phẫu Theo đoàn quan sát pháo binh Bồn bốt dồn quân lên rất đông Một tình huống đặt ra Chúng có thể tấn công dấn lên được không Bằng mọi giá phải ngăn chặn âm mưu tấn công, phản công của Pol Pot. Trước hết là phải tổ chức chốt giữ. Tất cả anh em không phân biệt đơn vị, phải vào các vị trí chốt, phòng thủ. Động viên anh em thương binh nhẹ cũng phải ở lại, chiến đấu chặn Pol Pot. Các đồng chí trợ lý của trung đoàn tăng cường ngay xuống chỉ huy và đôn đốc việc phòng thủ của các đơn vị. Các loại pháo cối xin bắn tối đa để tiêu diệt sinh lực địch. Điều hai khẩu pháo 105 lên cao gần tiểu đoàn 1 Dùng loại đạn phòng thủ của pháo Loại đạn mà trong lịch sử pháo binh của ta chưa sử dụng lần nào Đó là loại đạn pháo đinh của Mỹ Xong việc sử dụng loại đạn này thật là khó khăn Ta chưa có kinh nghiệm Lúc đó theo tôi biết không thật chính xác Là điều một vài sĩ quan pháo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đang học tập cải tạo lên gấp để sử dụng bắn loại đạn này Vì loại đạn đinh này không thể bắn xa được Cự ly xa nhất là khoảng trên nghìn mét Nhưng đạn rơi cách mặt đất mấy chục mét thì phát nổ Gây sát thương mật độ dày đặc mấy trăm mét vuông Việc đưa pháo lên gần tiểu đoàn 1 là rất khó Vì sức nặng của pháo, đường đất nhỏ và gập nước Lầy lún phải dùng xe bọc thép để kéo Cộng thêm cả sức người đùn đẩy nữa Hai khẩu pháo mới vào được vị trí xạ kích Đến gần trưa thì bắn được quả đầu tiên Qua máy bộ đàm kỹ thuật Bà kêu ầm ĩ vì bị sát thương nhiều. Khẩu thứ hai bắn tiếp thì đạn nổ ngay vào đội hình đại đội 4, tiểu đoàn 1, làm 10 đồng chí bị thương. Đồng chí Tú, đại đội phó, bị 9 cái đinh cắm vào người. Bà Pot phát hiện pháo lợi hại, bèn tập trung các loại DKZ phản pháo. Một khẩu pháo bị trúng đạn bốc cháy, một pháo thủ hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Đồng chí Tú hiện sống tại huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ đó đến chiều, pháo đạn đinh kết hợp với các loại đạn pháo cối khác đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch, đập tan ý đồ phản công của Pol Pot. Trận địa chốt của trung đoàn được giữ vững. Chiều tối, trung đoàn tiếp tục cử lực lượng tìm kiếm anh em ở giữa đồng nước. Một số liệt sĩ và thương binh nữa được tìm thấy. Qua các vết thương thì thấy anh em bị mất máu do đỉa rất nhiều. Số anh em của đại đội 1, đại đội 11, đại đội 5 vào sâu trong bờ mương không thể nào vào đưa anh em ra được. Trong đó có đồng chí Nguyễn Tiến Công, chính trị viên trưởng đại đội 1 cùng nhiều anh em đại đội 1 của tôi. Rất nhiều cán bộ chiến sĩ ưu tú của sư đoàn 341 đã anh dũng hy sinh trong trận đánh, có thể coi là quyết liệt, gian nan nhất. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau thương tột cùng, sự hy sinh mất mát này khó bù đắp nổi. Nhưng mọi người nén lại, vì những trận đánh với bè lũ diệt chủng Pol Pot ngông cuồng Xào quyệt còn rất nhan nan. Quyết tử để bảo vệ, để giữ gìn lãnh thổ biên giới Tây Nam của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi trở về đơn vị, nơi điểm tựa tiền tiêu vào ngày 19 tháng 7. Tôi đi từ sáng sớm vì nóng lòng muốn biết cụ thể trận đánh quyết liệt diễn ra ngày hôm qua. Gọi là điểm tựa về mặt tác chiến ở tế phòng ngự kết hợp với tiến công thì có thời cơ điểm chốt mang nhiệm vụ chặn địch. Lúc này, toàn đội hình sư đoàn 341 cùng các đơn vị bạn đang căng ra suốt chiều dài một dẻo biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo nên những điểm tựa liên hoàn bảo vệ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt bọn lấn chiếm và phản công địch khi cần thiết. Quang cảnh khu vực Sang Ke, buổi sớm thật yên ả, bầu trời cao xanh không một gợn mây, nắng trải êm dịu, những thân cây tốt nốt xù xì thô cứng vươn đài lá xanh thẫm gió thổi nhẹ miên man mát rượi cánh đồng nước ngập tới bờ đàn cá phóng chạy khi nghe tiếng chân người mấy con cỏ trắng lò dò cần mẫn kiếm tìm thức ăn trên không trung những con kền kền đang vẫy cánh bay đi bay lại như đang tìm mồi xa xa tiếng chim cu ném vào không gian tiếng gáy đều đều rục rã cảnh vật yên tĩnh tới độ không thể nghĩ Nơi này vừa mới ngày hôm qua diễn ra trận đánh thật khốc liệt của ta với bọn lính Pol Pot xâm chiếm đất đai tổ quốc. Bộ đội ta dầm mình giữa đồng trống, ngập nước, đợi giờ tiến công địch đang chiếm giải bờ đất. Tình thế vô cùng bất lợi khi trời sáng hẳn, bọn Pol Pot ở phía cao quan sát rõ đội hình của quân ta đang phơi ra giữa đồng trống. Chúng đã điên cuồng nã đạn, hễ nhận thấy người nào đó hô sung phong hay cầm súng ngắn là chúng biết đó là chỉ huy và ra sức xối đạn vào ngay sau đợt tiến công đầu chúng đã phát hiện thấy tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao là chỉ huy nên tập trung hỏa lực nhằm bắn đồng chí thao cùng mấy chiến sĩ trinh sát hy sinh cho đến lúc anh em kéo thi thể tiểu đoàn trưởng thao về phía sau địch vẫn điên cuồng xả đạn khiến tiếp mấy đồng chí nữa hy sinh rồi trận đấu pháo đấu súng rung mặt đất khói thuốc nổ khét lẹt như đốt cháy không gian nhiều đồng đội bạn thân của tôi đã ngã xuống ở chính giữa cánh đồng họ đã hy sinh đã chấm dứt cuộc đời khi tuổi còn rất trẻ tôi đi thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn rồi đến ban chính trị các anh chủ nhiệm phó chủ nhiệm chính trị trợ lý mừng rỡ khi thấy tôi tuy thế tôi vẫn bắt gặp vẻ mệt mỏi căng thẳng trên mặt mọi người họ đang tập trung giải quyết hậu quả của trận đánh hôm qua có nhiều việc cần phải làm gấp ai cũng thấy vội vã. Đồng chí Nguyễn Kim Tiến, chủ nhiệm chính trị trung đoàn nói với tôi: "Ông về đại đội ngay, nơi đó đang rất cần đến ông. Ngày hôm qua đại đội 1 của ông cùng tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, các anh em của đại đội trực thuộc trung đoàn đã chiến đấu vô cùng dũng cảm ngoan cường. Chúng ta đã thu được thắng lợi, mặc dù rất nhiều đồng chí hy sinh, bị thương. Số anh em hy sinh chưa lấy được thi thể còn rất nhiều. Anh em vẫn nằm giữa đồng nước." Trong đó đại đội 1 của ông có đồng chí công chính trị viên trưởng cùng nhiều anh em nữa. Nhưng tình hình này ta vẫn phải cắn răng để anh em nằm lại đó đã. Ông phải làm tốt công tác tư tưởng với số anh em còn lại. Quân lực sẽ nhanh chóng bổ sung cho đại đội ông. Ông về ngay đi. Hối thúc tôi về nhanh mà giọng đồng chí chủ nhiệm chính trị viên nghẹn ngào. Tôi biết tâm trạng anh không còn bình tĩnh nữa. Nước mắt các đồng chí trợ lý lặng lẽ trải dài hy sinh mất mát trong trận hôm qua quả là rất lớn rất nhiều cán bộ xuất sắc từng trải trong chiến đấu như nguyễn sông thao nguyễn tiến công ngô khắc quyền cùng nhiều đồng chí khác trung đội tiểu đội chiến sĩ ưu tú nữa các anh đã anh dũng hy sinh nhiều cán bộ chiến sĩ nòng cốt có kinh nghiệm và bản lĩnh chiến đấu cao hy sinh trong một trận đánh như vậy quả là hiếm khi gặp phải bên cạnh đó nhiều chiến sĩ trẻ có người vừa được bổ sung vào lính cũ và lính mới chưa thuộc hết mặt chưa quen giọng nói của nhau đã ngã xuống trong trận đánh đầu tiên thật là đau xót đau xót hơn khi thân xác nhiều đồng chí vẫn nằm giữa đồng ngập nước bị đỉa bu bám sự tổn thất ấy với tình thương đồng đội hy sinh chưa thu được thi hài đã khiến mọi người bàng hoàng đau xót đồng chí chủ nhiệm chính trị nguyễn kim tiến cũng cho tôi biết hay nói cách khác đã động viên tôi rằng tuy hy sinh mất mát lớn như thế nhưng xét trên toàn cục chúng ta đã chiến thắng chúng ta đã đập tan âm mưu của địch định tiến công vào khu vực phòng ngự của trung đoàn 273 hòng chiếm giải đất này rồi thọc sâu vào nội địa tàn sát đồng bào ta chúng đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch khiến chúng ta phải rút chạy khỏi con đập mà chúng ta đã chiếm mấy ngày tuyến phòng ngự của trung đoàn sư đoàn được giữ vững Trình sát phát hiện Suốt đêm qua Bọn địch lo đốt xác đồng bọn Bị ta trừng trị Lửa và khói bốc lên từ phía bên kia Pháo ta dội lửa xuống bờ đập Binh lính địch chết nhiều Bọn địch không dám tập kích Hay cho từng toán nhỏ đánh lén sang đất ta nữa Chứng tỏ chúng bị giáng trả đích giáng Bằng những đợt pháo Cối hạng nặng Chụp xuống đội hình của chúng Xác nhiều tên xâm lược bị hất tung Số còn lại chạy thoát thân Tinh thần bọn chỉ huy cũng như binh lính của chúng đã nào núng sợ hãi. Anh cũng cho tôi biết thêm về tình hình trung đoàn sau trận đánh. Trận đánh lớn diễn ra căng thẳng, nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, hy sinh, nhưng tinh thần của các đơn vị không hề nao núng. Tiểu đoàn 1 đang làm nhiệm vụ ở hướng trọng yếu, sẵn sàng đánh địch tập kích. Nhìn chung, đội hình trung đoàn ổn định trên từng vị trí được giao. Làm công tác chính trị nhiều năm, đồng chí Nguyễn Kim Tiến thường nắm bắt nhanh tâm trạng của bộ đội Anh là người có giọng nói nhỏ nhẹ Có đầu có cuối Dễ thuyết phục lòng người Nhất là các chiến sĩ trẻ Tôi quen biết anh từ rất lâu Chúng tôi thường trò chuyện với nhau về nhiều vấn đề Anh Tiến để lại trong cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn Rất nhiều ấn tượng về một cán bộ công tác chính trị Rời sở chỉ huy trung đoàn Tôi nhanh chân đi về điểm tựa của tiểu đoàn 1 Khi đến nơi đã thấy anh Chính là chính trị viên tiểu đoàn cùng anh vinh tiểu đoàn trưởng đang ngồi trụm đầu trên bản đồ bàn bạc trong căn hầm nửa chìm nửa nổi anh vinh bắt tay ân cần hỏi thăm sức khỏe và việc học tập của tôi đồng chí ngô quảng vinh sau này là đại tá cán bộ của bộ tổng tham mưu một lần sang công tác ở nước bạn lào anh đã hy sinh vì một vụ tai nạn đáng tiếc anh chính hỏi thăm mấy đồng chí trong trung đoàn cùng bị thương đang điều trị ở bệnh xá. Theo thói quen, anh còn hỏi tôi về nguyện vọng khi trở về đơn vị. Tôi đáp là phân công công việc gì, tôi nhận việc đó, hoàn toàn không có nguyện vọng riêng của cá nhân. Đồng chí chính sau này nghỉ hưu về sống tại quê nhà tại xã An Vĩ, huyện Khói Châu, tỉnh Hương Yên. Cách đây mấy năm, anh lâm bệnh nặng và đã từ trần. Nghe tôi nói, anh chính trầm ngâm một lát rồi nói giọng trầm lắng. Đại đội 1 của ông Bây giờ chỉ còn anh Thư quản lý Cậu Tùng anh nuôi Ông về nữa là ba người Điểm tựa của đại đội đã được các đơn vị trực thuộc thay thế Tạm thời nhóm của ông Hãy ở ghép với vị trí tiểu đoàn bộ Chờ củng cố đã Rồi mới bước vào nhận nhiệm vụ mới Tôi nén tiếng nấc bật ra Cả một đại đội quân số tương đối đủ Mà chỉ trong một trận đánh đã bị thương Hy sinh Chỉ còn lại hai người là quản lý và anh nuôi quả là tổn thất chưa từng thấy, ngay cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đối mặt với một đội quân hung dữ, vũ khí tối tân nhưng chưa nghe thấy tổn thất đến độ sau một trận đánh, một đại đội chủ lực chỉ còn lại hai người. Hai người này thuộc về quân số phục vụ, nếu xung trận chắc gì đã còn. Hình như nhận thấy sắc mặt đau đớn của tôi, anh chính nói như an ủi, trận ấy có thể ta thua về chiến thuật nhưng thắng về chiến lược chúng ta đạt được mục đích chính của cấp trên đề ra là giữ vững toàn tuyến phòng ngự mấy câu phân tích ngắn gọn của anh chính cũng không làm tôi nguôi đi nỗi buồn của sự mất mát quá lớn ấy tôi thấy khó có lời an ủi nào làm nỗi đau lớn này vơi đi được hình ảnh các đồng chí hy sinh hiện lên trước mắt tôi thân thương đã bao nhiêu năm chúng tôi sống bên nhau chia sẻ vui buồn đã có những lời hẹn sau khi đất nước hòa bình sẽ về quê thăm nhau. Nhưng chưa thực hiện được, nay các anh đã ngã xuống trên mảnh đất này. Chiến tranh là thế, có khi chỉ sau một khoảnh khắc, kẻ còn người mất, người sống cũng không thể để cho nỗi buồn khiến mình gục gã hay đeo bám mãi vì cuộc chiến đấu ác liệt vẫn đang chờ ở trước mặt. Rồi tôi chợt nhớ cách đây mới hơn một năm, sư đoàn 341, trong đó có đơn vị tôi từ căn cứ Long Bình nhận lệnh hành quân gấp lên biên giới Tây Nam đánh địch, lấn chiếm đất đai của Tổ quốc. Lúc đầu, tưởng sự xâm chiếm của địch là do một số binh lính của địa phương manh động lấn chiếm đất đai, giết hại dân ta. Chính kẻ cầm đầu là Pol Pot, lúc đầu cũng nói rằng lính ở quân khu 203 manh động nên gây hấn với Việt Nam ở biên giới. Đó là lời ngụy biện che đậy dã tâm hiểm độc của bọn chúng. Vào đêm ngày 24 dạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1977, bè lũ Pol Pot phát động cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới, tập trung đông nhất và mạnh nhất vào tỉnh Tây Ninh. Chúng giết đồng bào, đốt phá nhà cửa, phá hoại hoa màu ở Tân Biên, Lò Gò, Long Khánh. Mới chừng đó thời gian, biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trên dẻo đất dọc biên giới Tây Nam này. Ngày 27 tháng 9 Sư đoàn 341 chúng tôi nhận lệnh hành quân cấp tốc lên biên giới đánh địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất đai Tổ quốc. Từ đó các đơn vị toàn sư đoàn bước vào một cuộc chiến đấu, nhiều trận đánh ta thắng nhưng cũng có những trận bộ đội bị thương hy sinh quá lớn. Từ chỗ có ý kiến đánh giá quân đội Pol Pot, nghĩa là bọn phản bội lại nhân dân Campuchia, phản bội truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam Campuchia chỉ là những đội quân nhỏ lẻ vũ khí thô sơ trình độ tác chiến không cao qua thời gian đã thấy nhận định đó không đúng thời gian đầu một số người còn cho rằng đây là cuộc xung đột nhỏ lẻ ở biên giới nhưng qua thời gian khi địch ồ ạt tấn công sang đất ta chúng ta đã xác định rõ đây là cuộc chiến tranh xâm lược do tập đoàn phản động pol pot gây ra và phía ta là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc chứ hoàn toàn không phải là cuộc xung đột tranh chấp về biên giới bè lũ phản động pol pot thực hiện âm mưu xảo quyệt chiến thuật đánh lớn có lúc động binh nhiều sư đoàn kết hợp lối đánh du kích mà chúng học được ở ta chúng được trang bị pháo hạng nặng hỏa lực chi viện tối đa đã gây cho ta biết bao nhiêu khó khăn trận đánh vừa qua là thế tuy cuối cùng ta đạt được mục đích đề ra nhưng thương vong tổn thất là quá lớn anh chính đích thân dẫn tôi về nơi đứng chân của đại đội 1. Thông thường, nhiệm vụ này có thể giao cho trợ lý hay chiến sĩ trinh sát, thậm chí là cần vụ, nhưng có lẽ anh quý tôi. Nhiệm vụ sắp tới cũng quan trọng mà quân số không còn, nên anh muốn trực tiếp đưa tôi về trao đổi thêm tình hình. Trên đường đi, anh cho tôi biết thêm về tình hình sau trận đánh. Các đơn vị của ta đang phòng ngự theo các cụm và chỗ bổ sung thêm quân số. Còn quân địch ở các tuyến phòng ngự của ta cũng đang ở thế bất động. Trước kia, chúng thường cho những tốp lính mò sang cài mìn trên các con lộ đất. Vì vậy, các đơn vị cần đề phòng. Tôi thấy nhiều chỗ ở trên đường có những vũng sâu, chắc là dấu vết của đạn mìn nổ. Khi hai chúng tôi vừa bước vào căn hầm nửa chìm nửa nổi của anh thư quản lý, chiến sĩ nuôi quân Tùng vội đứng lên ôm chầm lấy tôi quả khóc. Anh Thư nói trong nước mắt Anh em mình bị hết cả rồi anh Phú ơi Tùng Chiến sĩ nuôi quân mếu máu nói thêm Anh Đậu, anh Viên Chưa lấy được thi thể Các anh vừa đi đánh trận đầu Chính trị Viên ơi Tôi kéo hai người ngồi xuống khúc cây Bắc ngang hầm Anh Thư thuật lại cho tôi Về sự quyết chiến của trận đánh Dù đã nghe kể Nhưng tôi vẫn lắng nghe Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội Anh Nguyễn Anh Thư chuyển ngành về làm hiệu trưởng một trường phổ thông trung học hiện đang nghỉ hưu tại xã đoan hùng huyện hưng hà tỉnh thái bình kể xong anh thư im lặng một lát rồi nói tiếp giọng trùng xuống ngắt quãng thường nhất là anh đầu với cậu viên tham gia đánh trận đầu không biết bao giờ mới lấy được thi thể các anh ấy tôi biết anh đầu tiểu đội trưởng nuôi quân viên là anh nuôi mới được điều về đơn vị chiến đấu đã ngã xuống khi trần ướt chân giáo và trận. Thông thường bộ phận phục vụ như anh nuôi ở tuyến sau ít khi bị thương vong trong trận đánh tiến công địch. Nhưng ở trận này, các anh đều hy sinh thì đủ biết mức quyết liệt đến chừng nào. Anh công chính trị viên cũng đã hy sinh, chưa lấy được thi thể. Sau một trận đánh mà không lấy được thi thể liệt sĩ, cho dù đồng đội đã cố gắng hết sức, cũng đủ biết tình hình cuộc chiến gây cấn quyết liệt đến chừng nào. Tôi cảm thấy đau đến nghẹt thở, không thể nói lên lời Chỉ biểu cảm bằng cách ôm lấy các anh, vỗ vai rồi nói lời an ủi Trước sự tổn thất không gì bổ đắp nổi này Nỗi đau nhói tim gan, khó tìm được ngôn từ nào để diễn tả, để an ủi nhau Các anh cũng đã rất dũng cảm, rất trách nhiệm trong trận sống mái ấy với kẻ thù Nên mọi lời động viên đều vô nghĩa trong nỗi đau thương xót tột cùng này tôi cũng không cầm nổi nước mắt như có bàn tay bóp nghẹt tim mình ngay từ khi thành lập sư đoàn chúng tôi đã gặp nhau thời gian vừa qua chúng tôi luôn bên nhau cùng đứng trong một đường hào ngủ chung trong một căn hầm san sẻ từng bánh lương khô nhường nhau từng ngụm nước chia nhau từng viên thuốc trước kia thời kháng chiến chống mỹ từ những ngày tháng luyện tập trong nắng lửa gió lào ở vĩnh linh rồi hành quân và chiến trường miền đông nam bộ chiến đấu bám giữ chốt ở trơn thành dầu tiếng bầu bàng tiến công địch giải phóng chẳng bom lòng khánh biên hòa sài gòn chiến dịch hồ chí minh toàn thắng đất nước thống nhất chúng tôi được chọn làm nhiệm vụ quân quản thành phố sài gòn gia định gian khổ vui sướng đều bên nhau bây giờ các anh đã hy sinh không lấy được thi thể tôi không đau đớn sao được tôi nghĩ gần một năm trời rong ruổi chiến đấu dọc miền biên giới hy sinh nhiều nhưng chưa lần nào đơn vị tôi lại tổn thất lớn như vậy hy sinh nhiều người trong một trận như thế này nếu như tôi không bị thương ở trận trước không đi viện hôm qua tham gia chiến đấu thì biết đâu giờ này thân xác tôi có khi cũng nằm giữa cánh đồng ngập nước ấy đúng là trong chiến tranh sống chết cũng có chút may rồi nó xảy ra trong tích tắc không thể lường trước được thật khó cắt nghĩa nếu chúng ta suy nghĩ lý giải mãi không chừng mắc vào duy tâm rằng đó là số phận nghĩ vậy nhưng tôi không hề vui mừng vì mình sống mà đồng đội hy sinh nếu có thái độ lãnh cảm khi mình sống đồng đội hy sinh thật là thất đức là sự đớn hèn không thể tha thứ tôi luôn xem anh em đồng chí vừa mất như người thân ruột thịt của mình đợi cảm xúc của mọi người dịu xuống chính trị viên chính nói giọng dịu dàng của một người từng trải, hơn thế là một chính trị viên. Các cậu bình tĩnh lại đi. Tôi và toàn thể anh em tiểu đoàn chia sẻ với anh em, chia sẻ tổn thất này với đại đội 1. Bây giờ mọi người nên nghỉ ngơi, dưỡng sức đã. Đầu giờ chiều, mời anh Phú lên làm việc với quân lực tiểu đoàn. Anh Phú cần nắm lại số anh em bị thương. Số liệt sĩ chưa lấy xác về được để làm công tác thương binh liệt sĩ nghe anh chính nhắc tới anh em đang nằm lại giữa cánh đồng ngập nước tôi lại cố nén lại xúc động làm sao sớm đưa các anh về được là việc cần kíp nhiệm vụ quan trọng bậc nhất vào lúc này anh chính nói tiếp chúng ta sẽ củng cố sốc lại đội hình để bước vào những trận đánh mới tình hình sẽ còn rất ác liệt đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực tôi nói với anh chính anh về tiểu đoàn đi để tôi trò chuyện với em một lát nữa anh Chính bắt tay mọi người Rồi vội vã đi về hướng chỉ huy tiểu đoàn Nhiều việc đang chờ anh ở đấy Tôi kéo anh em ngồi xuống Rồi hỏi chuyện Tình hình trước khi chiến đấu Đúng là hỏi cho có lệ Chứ đầu óc tôi như đang trống rỗng Dối bời Ai nói cũng chẳng nghe rõ Chẳng nhập tâm được Lần lượt những khuôn mặt khen thuộc của anh Công Và anh em hy sinh Cứ hiện ra trước mắt tôi Và bóng dáng anh những câu nói tiếng cười như còn văng vẳng ở trong tôi câu nói của anh công mới cách đây ba hôm trong lúc tôi nhâm nhi ly rượu trong bữa ăn đạm bạc trước khi anh trở về đơn vị thân mật ánh mắt thân thương như anh em ruột thịt tôi còn nhớ từng tiếng đôi mắt to sáng thông minh đầy nghị lực của anh đã ám ảnh tôi bây giờ anh cùng nhiều anh em nằm lại trong vùng địch tạm thời kiểm soát bằng tầm đạn xót xa biết bao tình hình thế này liệu bao giờ mới đưa được anh em cùng các anh em để trở về quê hương về yên nghỉ nơi đất mẹ trong chiến đấu công tác thương binh liệt sĩ luôn được đề cao dù khó khăn chiến đấu đến đâu chúng ta cũng phải đưa bằng được các đồng chí hy sinh trở về trên thực tế trong trận đánh ấy chúng ta đã cũng có phương án vận chuyển thương binh liệt sĩ về tuyến sau khi có người hy sinh hay bị thương các chiến sĩ vận tải anh em trong đơn vị đã nhanh chóng chuyển về sau nhưng do khi trận đánh diễn ra ác liệt từ trên con đê ở thế cao hơn địch dùng hỏa lực bắn không tiếc đạn cả cánh đồng chìm trong làn đạn hỏa lực địch bộ đội ta không thể nào lấy được hết thi thể của liệt sĩ khi biết đồng chí tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao bị thương trực tiếp trung đoàn trưởng trần măng đã yêu cầu chuyển nhanh đồng chí thao về phía sau vậy mà trên đường đi đồng chí thao lùi về địch vẫn nhằm bắn hỏa lực khiến mấy đồng chí trinh sát bị thương và hy sinh cuối cùng đồng chí tiểu đoàn phó tới đưa đồng chí thao về vị trí an toàn ở phía sau đây là trận đánh khốc liệt chưa từng diễn ra ở biên giới tây nam bỗng tiếng pháo của bốn pốt từ bên kia biên giới bắn sang hú qua đầu chúng tôi rồi nổ ở phía sau ý nghĩ tôi lập tức bị cắt ngang. Tôi choàng tỉnh dậy, tình cảm có phần ủy mị vụt tan biến rất nhanh. liền lúc ấy tiếng súng bộ binh của địch đồng loạt nổ ở xa, chắc bọn này bắn hú họa với pháo, vậy chưa đầu dám đánh sang. Chúng tôi trở lại với hiện trạng thực tế. Tôi nói với anh em: Chiến tranh tàn khốc đến thế đấy. Sự việc đau thương này muốn hay không cũng đã xảy ra rồi. Trung đoàn, sư đoàn sẽ có phương án đưa thi hải anh em về. Nhất định chúng ta sẽ đưa được các đồng chí ấy về yên nghỉ trên quê hương. Đó là mệnh lệnh của chúng ta. Dừng lại một lát như để nén xúc động. Tôi nói tiếp. Bây giờ anh em mình cứ tạm thời nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Đợi cấp trên bổ sung quân số. Một số anh em bị thương nhẹ đi viện. Mấy ông thuộc diện lang bang, không tôn trọng kỷ luật, đang ở hậu cứ, cũng trên đường về đây chiến trường ác liệt bom đạn nhưng vẫn không rèn luyện cải biến người chưa thật tốt thành người rất tốt chúng ta phải nhất nhanh chóng củng cố biên chế để còn bước vào trận chiến mới tình hình rất khẩn trương nhưng tuyệt đối ta không nóng vội vì trong chiến đấu nóng vội khi quân số thiếu tinh thần bộ đội chưa ổn định sẽ dẫn tới thất bại cuộc chiến ở biên giới tây nam này có vẻ còn dài lắm Thấy mọi người im lặng nghe, không có ý kiến gì. Tôi dặn thêm, cần canh gác cẩn thận, đề phòng từng nhóm lẻ lính pompos Pot lén sang phục kích. Mọi người gật đầu, gương mặt người nào cũng dám nắng, má hóp lại, mắt trũng sâu, nhưng toát lên vẻ cương nghị. Anh em nán lại một lát, như thể để lắng xúc động, rồi lại lặng lặng về hầm nghỉ ngơi. Nhìn dáng anh em lầm lũi, bước đi, lòng tôi như thắt lại. Chiến sĩ ta là như vậy, dù gian khổ biết sẽ bị thương hy sinh bất cứ lúc nào nhưng không hề nao núng hay chùn bước chiến sĩ trên cả tuyến biên giới đều phải kiên cường như vậy bởi lẽ chỉ một nơi giảm sút ý chí sẽ tạo nên lỗ hổng trong tuyến phòng ngự địch lớn tới thì nguy cơ lớn sẽ diễn ra quân số còn quá ít không thể làm gì hơn là chờ đợi cấp trên bổ sung quân số tiểu đoàn bộ vốn là đơn vị cũ của tôi nên mọi người đều thân quen thông cảm với chúng tôi mọi công việc hành chính họ làm hết chúng tôi rất mong cấp trên nhanh chóng bổ sung cán bộ chiến sĩ để bước vào nhiệm vụ mới phải nói rằng tổn thất của đại đội một là rất lớn sau này tôi được biết đại đội hai tiểu đoàn bảy trung đoàn sáu tư sư đoàn ba hai mươi quân đoàn ba đêm ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng một số đơn vị đánh địch giải tỏa ấp Tân Thanh. Khi quân ta vào đến ấp, vượt qua bãi đất trống đã bị bọn địch còn lại chặn đánh. Bộ đội ta đa số là chiến sĩ trẻ, lúng túng đối phó, địch nã đạn điên cuồng. Trung đoàn phải sử dụng các lực lượng dự bị đánh hai bên sườn, kết hợp với pháo binh diệt địch ở vòng ngoài. Ấp Tân Thanh được giải phóng, nhưng đại đội 2 chỉ còn lại 3 người là đồng chí cư, chính trị viên một đồng chí thông tin và một đồng chí liên lạc. Đồng chí cư sau này là đại tá, chính ủy trường quân sự quân đoàn 4. Có phải chăng đại đội 1 chúng tôi và đại đội 2 của tiểu đoàn 7, trung đoàn 64 là hai đơn vị tổn thất nặng nề nhất khi đánh giặc bảo vệ biên giới Tây Nam? Qua hai đơn vị này đã chứng minh rằng cuộc chiến đấu biên giới Tây Nam để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta khốc liệt biết nhường nào.